Thạch Đạo Hiếu chính là khách quý ít gặp, lúc nào tới bến đỏ chúng ta đều là chuyện may mắn rồng đến nhà tôm, làm sao dám gọi là quấy giày. Những người này đều là bằng hữu A, à. tới tới tới, mọi người vào bên trong ngồi, lão giả hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường nói. Trong khi nói chuyện, lão dẫn bọn Hàn Lập vào một nhã thất trong điện, rót nước trà cho từng người, mở miệng hỏi. Thạch Đạo Hữu luôn luôn vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây chắc là có chuyện quan trọng, vẫn là chu trưởng quỹ hiểu ta, chuyến đi gần nhất của đội thuyền Quảng Nguyên Trai đến phù khâu đại lục khi nào xuất phát. Thạch Xuyên không cười hỏi, lão giả tóc xám suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, gần đây vừa mới góp nhặt một nhóm linh thổ, trong dược biển cũng có một nhóm hỏa diên thảo cùng Ngọc Linh chi thành thục, chỉ chờ hàng hóa tập trung về là có thể xuất phát, đại khái còn cần nửa tháng nữa. Ha, nói như vậy chúng ta tới vừa đúng dịp, Hồ Tam nghe vậy, cua cua chén trà, mở miệng nói ra. Ha ha, mấy vị tới vừa đúng dịp, mấy ngày nữa trong đấu thú trường Hắc Sứ Thành vừa vặn có một trận đấu đánh cược, đừng ngại đi xem một chút, xem như tiêu phí thời gian luôn. Chu trưởng quỹ vừa cười vừa nói, Thạch Xuyên không nghe lời ấy lập tức hào hứng, ngồi thẳng người nó là Hắc Lan đấu thú chàng hà. Tỷ lệ đặt cược thế nào? Vâng, nghe nói 10 trận đấu này đều là yêu thú cao cấp đến từ Hắc Sơn Tiên Vực, bắt được từ phương Bắc Man Hoang Giới Vực, trong đó lợi hại nhất là hai đầu có huyết mạch chân linh, bởi vậy tỷ lệ đặt cược khá cao. Chu trưởng quỹ gật đầu nói. Thế nào, mấy vị có hứng thú chứ, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi nhìn một chút. Thạch Xuyên không quay đầu nhìn về phía bọn người Hàn Lập, hỏi. Hàn Lập cười thầm trong bụng, cảm thấy Hồ Tam thích rượu, Thạch Xuyên không thích cờ bạc, đúng là có thể tụ cùng một chỗ, bất quá việc này hắn cũng không có hứng thú gì, liền lắc đầu cự tuyệt. Nếu là có cực chơi cờ ta còn nguyện ý tới nhìn một cái, chuyện đấu thú thì miễn cho ta đi. Nhiệt hỏa tiên tôn cũng vừa cười vừa nói, còn ngươi, chẳng lẽ cũng không đi, Thạch Xuyên không nhìn Hồ Tam, hỏi, đi, tại sao không đi, Thạch Huynh ngươi đã cược tất thua, ta chỉ cần cược ngược lại, nhất định sẽ không thua thiệt. Hồ Tam nhíu mày, cao giọng kêu lên, phi, ta thua lúc nào, Thạch Xuyên không nổi giận nói, mọi người nói chuyện phía mấy câu, sau đó chu trưởng quỹ sai đám thủ hạ sắp xếp xong xuôi khách Việt, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ban đêm, Hàn Lập đang ở trong phòng nhắm mắt đả tọa, nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên gõ cửa bái phòng. Sau khi vào cửa, hàn lập mời lão ngồi xuống lấy ra đồ uống trà châm cho lão một chén trà thơm rồi ngồi đối diện tĩnh vả không nói gì ngay lúc bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt rốt cuộc nhiệt hỏa tiên tôn mở miệng nói ra lệ đạo hiếu ta có một ít chuyện không biết có nên ngay lúc lão còn chưa nói hết lời liền thấy hàn lập vung tay lên một màn sáng vô hình liền ngăn cách toàn bộ căn phòng lại nhiệt hỏa đạo hiếu cứ nói đừng ngại hàn lập vừa cười vừa nói lệ đạo hiếu người đây là sáng sớm đã chờ ta tới a à? Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, cười khổ nói. chương 649, tông môn thất lạc. Nếu ta là đạo hữu rơi vào cảnh ngộ bây giờ, cũng sẽ đi tìm minh hữu giống như vậy. Hàn lập cười cười, không tỏ rõ ý kiến mở miệng nói. Không sai, lúc trước muốn lệ đạo hữu đồng hành, cũng là do cân nhắc từ việc này. Chỉ là khi đó đạo hữu cự tuyệt, nên chưa kịp nói chuyện kết minh với ngươi. Nhiệt hỏa tiên tôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nếu ta không có chuyện phiền phức quấn thân, có lẽ khi đó đã đáp ứng. Bất kể thế nào, hiện tại hai chúng ta vẫn là bằng hữu đồng hành, chẳng qua là nhiều hơn một thân phận thành viên luân hồi điện thôi. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói. Sau khi nhiệt hỏa tiên tôn nghe xong, vẻ do dự trên mặt lại hiện lên, trần chờ một lúc lâu mới lên tiếng. Lệ đạo hiếu, người và ta vốn quen biết lâu tại giã hạc cốc, tuy không phải sinh tử chi giao gì, nhưng cũng xem như quân tử chi giao, có thể thẳng thắn nói cho ta biết rốt cuộc luân hồi điện giao ngươi nhiệm vụ gì không có quan hệ với đại ngũ hành nguyễn thế quyết không nhiệt hòa đạo hữu không dối gạt ngươi ta cũng không phải là thành viên trung tâm luân hồi điện nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ trợ hồ tam thăm dò di tích chân môn môn nhưng cụ thể hắn muốn làm gì ta xác thực không được biết hàn lập thản nhiên nói lệ đạo hữu đã nói như vậy nếu ta không tin thì không có lý lẽ rồi về hai người hồ tam cùng thạch xuyên không ta cũng không tín nhiệm dù sao đều vì mình chủ, tâm tư khó liệu. Lần hành trình di tích này có thể liên minh hay không, vẫn là hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn từ trong miệng lệ đạo hiếu. Nhiệt hỏa tiên tôn cắn răng, nói, nhiệm vụ luân hồi điện đè lên người, có một số việc ta không thể không làm, nhưng liên quan đến sự tình tính mệnh nhiệt hỏa đạo hiếu, lệ mỗ không dám hứa chắc sẽ dốc toàn lực cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, càng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hàn lập suy tư một lát, nói, được, có câu này của đạo hiếu, ta xem như uống được viên thuốc an thần. Việc này xong, tất có hậu báo. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi ôm quyền, nói, Hàn Lập lập tức đáp lễ lại. Hai người lại tiếp tục tán gẫu chuyện cũng nhàn vân sơn một lát, sau đó Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mới cáo từ ly khai. Một buổi sáng sớm hơn 10 ngày sau, Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng nhau đi tới tường thành nơi độ thuyền cập bến, mới phát hiện chỉ có một mình Hồ Tam chờ ở nơi đó. A, à, sao lại không thấy Thạch Đạo Hữu? Sau khi chào hỏi, Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng nói. Thạch huynh hẳn còn một số chuyện chưa làm xong, chắc chậm một chút a. À. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta ở đây còn chưa đã ghiền á. Hồ Tam ngáp một cái, lười biếng nói. Nhìn qua thì chắc hôm qua Hồ Tam đạo hữu đã tới đấu thú trường rồi. Hàn lập khẽ mỉm cười nói. Ai, thôi đừng nhắc nữa. Hồ Tam khoát tay áo nói. Cứ thế đợi chừng sau một khắc đồng hồ, Thạch Xuyên không cùng chu trưởng quỹ khoan thai chậm rãi đi tới. Xin lỗi một tiếng rồi cùng mấy người lên thuyền. Đi theo thuyền Quảng Nguyên trai là một vị cung phụng Kim Tiên hậu Kỳ, cùng một vị quản sự Chân Tiên Sơ Kỳ. Vị Kim Tiên chỉ lộ diện nói chuyện với mấy người ngắn ngủi một lát liền trở về tính thất của mình, vị Chân Tiên thì một mực bồi tiếp mấy người, an bài khách thất cho từng người bọn họ. Tòa độ thuyền này có thể tích cực lớn, rộng tới mấy ngàn trượng, trên thuyền ngoại trừ kho hàng, còn có hơn 300 gian khách thất, chỉ là bình thường không cho người ngoài thuê, chỉ để cho người thương hội sử dụng. Hàn Lập chọn lựa một khách thất ở khoang đáy thuyền điều kiện so với khách thất phía trên kém một chút, nhưng cách xa khách thất khác, lại yên tĩnh bí ẩn một chút. Vị quản sự chân tiên bồi tiếp Hàn Lập xuyên qua kho hàng, đi đến khách thất của hắn. Trên đường qua kho hàng, Hàn Lập nhìn thấy bên trong xếp chỉnh đề những dương lớn màu đen rộng hơn một trượng vuông, phía trên còn khắc rõ một ít phù văn đặc thù, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hồ quản sự, bên trên những dương màu đen này có ba động linh lực quen thuộc, sao cảm giác có chút giống túi chữ vật. Hàn Lập hơi nghi hoặc hỏi. Tiền bối nói không sai, những dương màu đen này đúng là chữ vật pháp khí, chế tác đơn giản hơn so với túi chữ vật, đại khái có thể tồn chữ gấp trăm lần thể tích hàng hóa, chỉ là thời gian cất giữ không dài bằng túi chữ vật. Bất quá chỉ vận chuyển các loại linh thổ cũng đủ dùng rồi. Quản sự chân tiên giải thích, thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu nói, đi dọc theo kho hàng tiến vào bên trong, Hàn Lập còn thấy một ít lồng giam đặc chế, có cái cao chừng trăm trượng, có cái chỉ ba thước, phía trên quấn quanh từng tia điện quang và dán phủ lục phòng cấm. Trong lồng là những yêu thú hoặc là linh mị, toàn bộ nằm sấp, mỗi đầu vết thương trồng chất, hoặc là mặt ủ mày trao. Những thứ cổ quái kỳ lạ này luôn có người ưa thích, còn nguyện ý xuất giá cao. Người xem đầu man sa sư tử kia, đó là trong đấu thú trường linh triều thành chỉ đích danh muốn có, chúng ta bỏ ra rất nhiều khí lực, mới từ biên giới man hoang giới vực mang về một đầu như thế. Quản sự chân tiên không đợi Hàn Lập hỏi, liền chủ động chỉ vào trong chiếc lồng nói. Hàn Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm tên quản sự chân tiên thấy thế thức thời ngậm miệng lại không nói nữa đợi đến khi gã dẫn hàn lập đến cửa phòng khách vẫn nhịn không được mở miệng hỏi tiền bối thật không cần đổi một gian khách thất thượng đẳng chứ không cần ta thích yên lặng một chút hảo ý hồ quản sự ta xin tâm lĩnh hàn lập vừa cười vừa nói vậy về sau tiền bối có gì phân phó cứ nói trước ta không quấy dày nữa quản sự chân tiên cáo lui nói đợi gã rời đi hàn lập mở cửa phòng vào Phát hiện gian khách thất này vậy mà 10 phần rộng rãi, ngoại trừ phòng ngủ còn có một gian tĩnh thất cùng một phòng khách. Tĩnh thất cùng phòng khách nằm ở một bên mạn thuyền, đều có một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ. Hàn Lập đánh giá một phòng, sau đó lấy ra từng kiện đồ vật bày trận, bố trí pháp trận lên toàn bộ các gian phòng. Đến khi bố trí xong, hắn mới đi đến gian tĩnh thất khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, quang mang thanh lãnh xuyên qua cửa sổ vương vãi xuống mạn tàu chiếu ra một khoảnh ánh sáng màu trắng lốm đốm rộng hơn một thước. Hàn lập lấy tiểu bình màu xanh sẫm từ trước ngực xuống, đặt dưới ánh sáng màu trắng lốm đốm kia, nhìn một lát, cổ tay tiếp tục chuyển một cái, lấy ra viên ngọc giản ghi chép tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, dán lên mi tâm rốt lòng tìm hiểu. Độ thuyền hành không, thời gian yên tĩnh thoáng cái trôi qua hơn 30 năm. Thông qua việc sử dụng truyền tống trận cùng cưỡi độ thuyền, bọn người Hàn Lập lên đường bình an vô sự xuyên qua ô long đại lục, tiến nhập vào trong phù khâu đại lục. Một ngày này, Hàn Lập đã bế quan hồi lâu, cửa phòng khách bị Hồ Tam gõ mở ra. Lệ đạo hữu đừng bế quan quá lâu quên đi chính sự. Chúng ta đã đến Yên Ba Thành, phải rời thuyền chỗ này rồi. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, vừa cười vừa nói. Lệ mỗ ngược lại cũng muốn quên đi chuyện vật, bất quá Hồ Tam đạo hữu sẽ không đáp ứng rồi. Ha ha, đạo hữu đi trước một bước, ta thu thập một chút, lập tức tới ngay bong thuyền tụ họp cùng chư vị. Hàn Lập cũng trêu chọc nói. Hồ Tam gật đầu nhẹ, lập tức rời đi. Hàn lập đóng cửa phòng, thu thập hết thảy trận kỳ trận bàn đồ vật trong phòng vào, lại xóa đi hết thảy khí thức bản thân lưu lại, sau đó mới đi ra hướng bong thuyền. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người hàn lập rời khỏi độ thuyền, bay thấp bên ngoài quan đạo Yên Ba Thành, chậm rãi hướng vào nội thành. Hồ Tam, vì sao không dựa theo lúc trước ước định, đến Huyên Yên Thành lại rời thuyền. Nơi đó tất cả công việc ta đều đã sớm sắp xếp xong, người lại khăng khăng muốn xuống chỗ này. Thạch Xuyên không tựa hồ thắc mắc chuyện này, mở miệng hỏi. Thạch huynh, người có chỗ không biết, mọi người đều biết mê Trần Nguyễn Yên xuất hiện, là dấu hiệu di tích chân ngôn môn hiện thế, cũng không nhiều người biết rõ mê Trần huyễn Yên bắt nguồn từ nơi nào a. À. Hồ Tam một bộ dạng ghét bỏ, nói, người nói là, mê Trần Nguyễn Yên bắt nguồn từ phụ cận Yên Ba Thành. Thạch xuyên không nửa tin nửa ngờ hỏi, Yên Ba Thành, huyễn Yên Thành, Phong Hối Thành, còn có Lưu Yên Thành, tuy đều phân bố ven bờ huyễn Yên chiều trạch. Nhưng quan sát mấy lần mê Trần Nguyễn Yên xuất hiện lúc trước, cơ hồ tỷ lệ cao nhất là gần yên ba thành, có thể thấy được nơi khởi nguyên, tất nhiên cách yên ba thành gần nhất. Theo ta phỏng đoán, rất có khả năng ở phụ cận u phù đảo. hồ tam cười hắc hắc một tiếng, nhưng vẫn mở miệng giải thích mấy câu. hồ tam đạo hiếu, các ngươi nói tới mê trần nguyễn yên, đó là cái gì? hàn lập có chút không rõ nội tình hỏi, liên quan tới việc này, để ta nói đi. năm đó sau khi chân ngôn môn bị diệt, cũng không biết là vì duyên cớ gì toàn bộ tông môn ngoại trừ số ít mảnh vỡ ra, cơ hồ đều biến mất. Về sau cứ qua 3.600 năm, huyện hiền triều trạch mọc lên một loại xương mù màu hồng, sẽ có bộ phận di tích chân ngôn môn hiển hiện, nhưng phần lớn thời gian đều là ảo ảnh, chớp mắt là biến mất, nhìn thấy mà không thể đụng. Ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn ngưng lại, chậm rãi nói. Xem ra nhiệt hỏa đạo hữu đã điều tra không ít chuyện di tích chân ngôn môn A. Thạch xuyên không nhíu mày, nói, chỉ là chút ít rãnh rỗi truyền ngôn thôi. Nhiệt hỏa tiên tôn cười ha hả nói, trên thực tế, lúc trước ở đây di tích chân môn môn cũng không có, huyễn yên triều trạch vốn cũng không phải tên này. Hồ Tam chuyển đề tài, nói ra, không có di tích, Hàn Lập hơi kinh ngạc, chớp mắt hỏi, không sai, ước chừng vài vạn năm trước, mảnh đầm lầy này xuất hiện mê trần huyễn yên lần thứ nhất, những di tích chân môn môn kia mới từ từ hiển lộ, cũng bắt đầu từ đó nơi này mới đổi tên là huyễn yên triều trạch. Hồ Tam gật đầu nhẹ nói, nói như vậy, di tích chân môn môn cũng không phải đột nhiên xuất hiện tại sao lại như vậy hàn lập nhíu mày hỏi nguyên nhân này thì quên đi đến nay còn chưa có kết quả bất quá theo thạch huynh phỏng đoán năm đó chân môn môn trải qua cuộc chiến hủy diệt kinh thiên động địa dẫn tới toàn bộ chân môn môn đều lọt vào trong khe hở không gian cho nên mới biến mất không còn tung tích thẳng đến vài vạn năm trước không biết do duyên cớ gì một lần nữa hiện lên một cách kỳ lạ hồ tam giải thích nói Ta chỉ tùy tiện đoán thôi, không thể coi là thật, đừng nói gạt lệ đạo hữu." Thạch Xuyên không nghe vậy, cười khoát tay áo nói, "Thạch đạo hữu quá khiêm nhường rồi, ta xem đây rất có thể là sự thật." Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm túc nói, mấy người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã tới ngoài cửa Yên Ba Thành, nơi cửa chỉ có một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cầm đầu đội ngũ, kiểm tra thân phận người vào thành, tra xét cũng không nghiêm khắc. Mấy người Hàn Lập nộp một ít phí vào thành, rất nhẹ nhóm tiến vào thành. Chương 650, xuất hiện. Đây là một tòa thành chỉ có tu sĩ và phàm nhân sinh sống cùng nhau, chỉ kiểm tra thân phận tu sĩ sẽ không quấy rầy phàm nhân. Thực tế kiểm tra cho có lệ, vì thành chủ trấn giữ nơi này cũng chỉ có tu vi Kim Tiên trung kỳ, sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Hồ Tam thấy Hàn Lập có chút ngỡ ngàng liền giải thích. Như vậy lại càng dễ dàng, Hồ Tam đạo hữu chọn nơi đây chắc là đã tính toán qua. Hàn Lập mỉm cười khen ngợi, đám người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua thành bắc là nơi phàm nhân sinh sống, tiến thẳng vào thành Nam. Mặt thành phía Nam chiếm một phần ba diện tích tòa thành, là khu vực tập trung chủ yếu của tu sĩ, phủ thành chủ cũng ở nơi này. Cách phủ thành chủ không xa, có một tòa tiểu sơn ngay trong thành, tên là Vọng Yên Sơn, cao chưa đến 500 trượt, trên đỉnh núi là khách sạn lớn nhất dành cho tiên gia ở Yên Ba Thành, đám người Hàn lập chọn ở nơi này. Căn cứ tin tức nội bộ trong Luân Hồi Điện, lần gần nhất đầm lầy Huyễn Yên xuất hiện mê Trần Huyễn Yên là khoảng 3.500 năm trước, cho nên lần xuất hiện tiếp theo có lẽ trong khoảng 100 năm nữa. Thời gian trăm năm, thế tục đã là một thế hệ, nhưng đối với người tu hành, nhất là những tiên nhân như Hàn Lập thì chỉ trong chớp mắt. Đám người Hàn Lập đều muốn đi nhanh vào đầm lầy huyện yên, kết quả không nghĩ tới hơn 130 năm qua mà nơi ấy vẫn như cũ không có chút biến hóa nào. Do vậy, Hồ Tam rất nôn nóng, còn Thạch Xuyên không và nhiệt hỏa tiên tôn lại có phần lo lắng, chỉ có Hàn Lập bình thản, Điều hắn quan tâm nhất lúc này là phương pháp loại trừ sát khí, tìm kiếm bên trong luân hồi điện nhưng đáng tiếc không có ai trả lời. Bù lại, trải qua thời gian dài bế quan tìm hiểu như vậy, luyện thần thuật tầng thứ 5 vốn tối nghĩa khó hiểu, nay đã có thêm chút cảm ngộ, khả quan hơn. Còn bên trong động Thiên Hoa Chi, đạo binh cùng các loại linh dược sinh trưởng rất tốt. Một ngày này, Hàn Lập vừa thu hết đạo binh từ động thiên đi ra, đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ về phía xa, ánh mắt nhìn quang cảnh trong thành rơi vào một chỗ rất xa trên đầm lầy huyễn yên. Lúc này giữa trưa, nắng tốt nên sương mù trên đầm lầy huyễn yên tản đi không ít, tầm mắt so với ngày thường xa hơn rất nhiều, thậm chí không cần sử dụng linh mục cũng có thể thấy rõ U Phù Đảo ở phía xa. U Phù Đảo, đúng ra cũng không phải là một hòn đảo, chẳng qua chỉ có một ít đồng cỏ, nước và bùn hỗn tạp. Phía trên bề mặt phủ một lớp đất hình thành đầm lầy, diện tích chỉ hơn 10 dặm, bên trên có một ít bụi cỏ dễ cạn sinh trường. Hàn Lập định ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục tu luyện luyện thần thuật, nhưng vào lúc này, chân mày hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, tập trung tinh thần nhìn về hướng U Phù đảo. Chỉ thấy trên đảo từ trong bụi cỏ đen như mực, có một cột đá màu xám lơ lửng từ trong nhô lên, cao tầm 6 thước, chỉ cao hơn lùm cây một chút, Hàn Lập nếu không nhờ thị lực kinh người cũng khó mà phát hiện được. Ngay sau đó, từng sợi xương mù màu hồng nhạt từ chung quanh cột đá tỏa ra nhẹ nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, rất nhanh khuếch tán ra khắp đầm lầy không bao lâu đã che mất toàn bộ u phù đảo. Đã đến, Hàn Lập hơi thu ánh mắt, than nhẹ, gần như đồng thời, có một âm thanh từ bên ngoài vang lên, lệ đạo hiếu, mê trần huyện yên đã xuất hiện, chúng ta tranh thủ xuất phát đi. Đúng là giọng nói của Hồ Tam, Hàn Lập liền đáp, Hồ Tam đạo hiếu đợt chút, ta đến ngay. Sau một lát, bốn người Hàn Lập tề tụ tại đỉnh Vọng Yên Sơn, chuẩn bị xuất hành đến u phù đảo. Chư vị chớ trách ta hối thúc gấp, Lần này mê Trần Huyễn Yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính, bên trong Yên Ba Thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến, liều chết muốn tiến vào đầm lầy Huyễn Yên. Tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích, nhưng quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì. Hồ Tam mở lời, không sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Thạch Xuyên không trả lời, Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhẹ. Bốn người lập tức bay vút lên cao, cũng không quan tâm quy cũ cấm bay trong thành, hóa thành bốn đạo hồng quang vội vã bay đi. Xa dạ yên ba thành, Hàn Lập chợt nghe phía dưới chuyển đến một hồi tiếng ồn ào huyên náo, cúi đầu nhìn xuống thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khua chiêng gióng trống, đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng đầm lầy huyện yên. Trong đó hơn 10 người đi trước đeo mặt nạ cổ quái dài gần nửa người, cầm trong tay hai lá cây đốt tỏa mùi thuốc, tay chân vung vẩy nhảy vũ đạo cổ quái, lần lượt đập lên người bên cạnh, chạy về phía trước. Hồ Tam Đạo Hiếu, có lẽ những người kia đều là phàm nhân A. À. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hàn Lập Nghi ngờ hỏi. Hồ Tam Tùy Ý nhìn qua, giải thích. Những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống trong đầm lầy huyễn yên, trông không hề khác với người bình thường, nhưng vốn trường thọ, có thể sống hơn 200 tuổi, từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước. Tổ tiên bọn họ không biết mê trần huyễn yên là gì, chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện, sẽ có tộc nhân mất tích hoặc tử vong dần ra cho rằng đó là thần tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ, nên lưu truyền một tập tục, đập na vũ để kính thiên địa. Kỳ thật, hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại huyện Yên, nhưng mỗi lần mê trần huyện Yên xuất hiện, vẫn tuân theo tập tục cũ đến biên giới đầm lầy kính báo thiên địa, cầu bình an. Thạch Xuyên không bổ sung, thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu nhẹ, không nhìn những người kia nữa. Ước chừng sau nữa khắc, đám người đã tới rìa đầm lầy, hạ xuống phía trên đầm lầy tràn ngập khói khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn, đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng, phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng, trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng ba nhẹ. Tốc độ khuếch trương của Mê Trần Huyễn Yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ chu vi trăm dặm quanh u phù đảo, mắt thường của phàm nhân chỉ cần tinh tường một chút vẫn có thể nhìn thấy sương mù hồng nhạt đang tản ra ùng um ùng um mãnh liệt. Lúc trước đã nói nhiều lần, nhưng ta muốn nhắc lại chư vị một chút, uy lực mê trần huyễn yên không nhỏ một khi vào trong phải bảo vệ tốt thức hải giữ vững tâm thần chớ để ảo ảnh mê hoặc tâm trí thần sắc hồ tam không còn thoải mái trịnh trọng dặn dò ta đã chuẩn bị một ít thần linh hoàn có thể củng cố thần hồn bảo vệ thức hải có chút tác dụng đối phó mê trần Nguyễn yên chư vị không ngại trước dùng thử một viên thạch xuyên không lật tay lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu xanh sẫm thạch huynh luyện chế thần linh hoàn này không dễ ta cũng không mua được trong luân hồi điện người lấy được từ nơi nào thế hồ tam hơi ngạc nhiên mở miệng hỏi luân hồi điện không có đâu có nghĩa quảng nguyên trai cũng không thạch xuyên không hơi nhướng mày tự tin nói ra dứt lời y mở hộp ngọc lấy ra một viên sử dụng đã có thứ này có thể ổn hơn rất nhiều hồ tam cười hắc hắc cũng lấy một viên nuốt vào nhiệt hỏa tiên tôn lướt nhìn hàn lập trên mặt lộ vẻ trần trờ vậy đa tả thạch đạo hữu rồi hàn lập lập tức tiếp lấy vừa cười vừa nói cầm đan dược trên tay hắn dò xét một chút cũng không phát hiện có gì không ổn tự nhiên cũng cho vào miệng khi miệng hắn khép lại trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên thần linh hoàn dẫn vào trong bụng rồi niêm phong lại ở đó hàn lập vẫn tự tin với thần thức của mình nếu không phải tình huống cần thiết hắn cũng không định sử dụng viên thần linh hoàn này nhiệt hỏa tiên tôn thấy hàn lập đã nuốt vào cũng lấy một viên cho vào miệng chư vị lát nữa tiến vào trong mê trần nguyễn yên hãy luôn dùng thần hồn liên hệ với nhau chớ để gián đoạn sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Hồ Tam mở miệng nói. Dứt lời, bàn tay gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy. Đám người Hàn Lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc dục. Chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng lên, một tầng ánh sáng bạc dưới đáy thuyền rực sáng nâng thuyền lên nửa xích, vèo một tiếng bắn nhanh đi. Lúc này Hàn Lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy huyễn yên rõ ràng không giống nơi khác, nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, gió cuốn phía sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo. Hắn cúi người, dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước, trong nội tâm liền hiểu rõ. Nước ở đây khác thường, bên trong sen lẫn loại cát màu đen có tính ăn mòn, nhưng đối với thân thể kim tiên của hắn cũng không có gì đáng ngại. Phi thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước, tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của mê trần Nguyễn yên, nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc khi đám người lướt ngang qua một lá lục bình màu xanh cực lớn mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt phần phật một mảng lớn bọt nước bắn lên không một thân ảnh khổng lồ phóng tới đánh tới đám người hàn lập mắt hàn lập lóe lên thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vẻ màu đen mà lá lục bình màu xanh chính là chùm lông trên đầu của nó cái miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi đao chuyện quái ngư tập kích bốn người trên thuyền đã phát hiện từ sớm đều bình thản không quan tâm Hồ Tam nói một câu tùy hứng, ra hỏa lớn xác này xấu xí quá. Hai tay thạch xuyên không bấm nhẹ pháp quyết, vung lên cao, một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh. Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cỗ không gian chi lực, rõ ràng không thấy vết máu chảy ra, đến khi rơi lại vào trong đầm lầy mới thấy màu máu đen nhánh lan ra. chương 651, trở lại trốn cũ, chư vị cũng đừng buông lòng cảnh giác, không chừng phía sau còn đụng phải thứ quỷ quái gì nữa. Thạch xuyên không vừa dứt lời, liền có một con cá sấu hai đầu khổng lồ từ trong đầm lầy, toàn thân bao phủ nước bùn lao ra, há cái miệng to đủ để nuốt trọn cả chiếc phi thuyền, từ dưới đất cắn lên. Thạch huynh, cái miệng ngươi có tính là quả đen hay không? Hồ Tam cười hỏi, Thạch Xuyên không không để ý tới gã, hai tay bấm pháp quyết, một tầng ánh sáng màu bạc thập phần mỏng manh hiện ra, chắn một bên phi thuyền. Một tiếng trầm đục phanh vang lên, cá sấu hai đầu lao mạnh vào màn ánh sáng màu bạc, tựa như bị một cây chùy nặng vạn tấn đập chúng, cả hai cái đầu khổng lồ đồng thời nát vụn, răng cùng với xương hàm vỡ tan cùng lúc, máu thịt be bét. Chật chật, linh trí gia hỏa này tuy không cao nhưng mà khí lực lại không yếu. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy vậy, nói ra, phía trước còn có thêm đại gia hỏa khác, hàn lập đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ngay khi hắn dứt lời, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh. Liền nắm một chuôi thanh trúc phong vân kiếm rồi bất ngờ tung người lên cao, tay quét ngang chém về phía trước một kiếm. Chỉ thấy một đường kiếm quang màu xanh lao nhanh ra rồi biến mất, tiếp đó xuất hiện trước đầm lầy rồi nổ tung ra. Ngao, một tiếng kêu thê lương vang lên, một mảnh lớn huyết thủy từ đầm lầy lan ra tựa như dầu tràn vậy. Ngay sau đó, một đầu quái ngư giống như đầu lúc trước, nhưng lớn hơn gấp 10 lần từ trong ao đầm xuất hiện, thi thể chia thành hai nửa nổi lên hai bên. Tiếp đó, một tiếng vù vù, phi thuyền màu bạc liền bay qua vị trí nó, lóe lên rồi biến mất. Ha ha! nhờ có hai vị hộ tống linh thuyền của ta mới có thể bay nhanh hơn không ít hoàn toàn không phải lo lắng gì cả thật sảng khoái hồ tam vừa cười vừa thôi động phi thuyền nói ra mấy người bọn hắn đi thẳng về phía mê trần yên vụ sương mù màu hồng kia cũng lan nhanh về phía bọn hắn không bao lâu cả hai liền gặp nhau cách u phù đảo ngoài ngàn dặm phi thuyền màu bạc vừa tiến vào trong sương mù màu hồng tốc độ liền giảm xuống tâm thần mấy người hàn lập ngưng lại lần lượt thả thần thức ra dù động khắp bốn phương tám hướng quả là thế trong mê trần nguyễn yên này lực lượng thần thức bị áp chế cực lớn căn bản dò xét không được bao xa vậy nên không phân biệt được đâu là đông nam tây bắc hồ tam mở miệng nói ra đã như vậy chúng ta cẩn thận một chút mỗi người nhìn một hướng thạch xuyên không quay đầu nhìn xung quanh ngưng trọng nói ra hàn lập nhíu mày lại đồng thời trong lòng kinh ngạc lấy thần thức cường đại của hắn vậy mà trong sương mù này cũng chỉ có thể bao phủ được phạm vi 10 dặm. Không sao, nếu có di tích sơn môn xuất hiện, vật này của ta sẽ tự cảm ứng được. Nhiệt hỏa tiên tôn nói thế, đang nói, bàn tay lão lật một cái, trong lòng bàn tay có thêm một viên châu to như trái nhãn lồng, nhìn như viên ngọc trai, xung quanh hạt châu còn có một vòng minh văn màu vàng thật nhỏ, từng đợt quang mang hiện lên. Đây là vật gì vậy? Thạch Xuyên không nhìn qua, mở miệng hỏi vật này tên là chân môn châu một kiện pháp bảo của gia sư tặng cho ta tuy không có tác dụng gì lớn nhưng gia sư cho ta dùng để di chuyển thuận tiện trong tông môn để cho ta tùy ý sử dụng truyền tống trận tuy nhiên từ khi tông môn bị diệt khả năng là ngoại giới chỉ còn sót lại mỗi một viên châu này trên mặt nhiệt hỏa tiên tôn lộ ra vẻ hồi ức từ từ nói ra ý nhiệt hỏa tiên tôn là chân môn châu này có thể giúp chúng ta tìm thấy di tích à lông mày hàn lập hơi nhíu hỏi Châu này có thể sinh ra cảm ứng với hơn 300 tòa truyền tống trận trong tông môn, một khi phụ cận chúng ta xuất hiện trận pháp truyền tống còn sót lại, châu này sẽ cảm ứng được. Tuy vậy, bởi vì lý do mê trần huyễn yên, ta đoán chừng khoảng cách nó cảm ứng sẽ thu nhỏ lại, nhiều lắm sẽ không vượt quá trăm dặm. Nhiệt hỏa tiên tôn không trả lời thẳng vấn đề của Hàn Lập, nói ra. Được như vậy đã là tốt rồi, nếu thật có thể tìm thấy được trận pháp truyền tống hoàn chỉnh, chúng ta liền có thể truyền thẳng vào chân môn môn, Hồ Tam đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu nhẹ, mở miệng nói. Hàn Lập nghe mấy người nói vậy, ánh mắt liền nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt, một góc mái vòm cong màu đỏ sậm hiện ra từ trong sương mù. Theo sau đó, một cổng trào cao ba trượng và một tòa nhà gạch đá đổ nát cao trăm trượng hiện lên trong sương mù, trên đó đủ loại gỗ đỏ, gạch đá vỡ nát, mái hiên sụp đổ, nhìn như đã trải qua thương hải tang điền, trở nên đổ nát không chịu nổi. Đây là ô lương phường, một trong 10 tòa phường thị của thương nhân trong nội môn nhiệt hỏa tiên tôn nhìn thấy vài chữ mơ hồ trên tấm biển trước đền thờ đột nhiên nói ra vận khí thật không tệ à lần này nhiệt hỏa đạo hữu lại trở về trốn cũ rồi trên mặt hồ tam lộ vẻ vui mừng kêu một tiếng liền khống chế linh thuyền bay về bên đó hồ tam đạo hữu chậm đã chỗ đó bất quá là một huyến cảnh mà thôi đúng lúc này bất ngờ hàn lập mở miệng nhắc nhở phi thuyền màu bạc đột nhiên ngừng lại lơ lửng ngoài trăm trượng trước tòa miếu thờ ba người lộ vẻ kinh ngạc nhìn lại Hàn Lập, liền phát hiện trong hai con mắt hắn lóe lên hào quang màu tím âm u, nhìn người phần quỷ dị. Ô, chẳng lẽ đây là cửu u ma đồng, lệ đạo hiếu, người làm sao biết thần thông linh mục của ma tộc chúng ta? Thạch Xuyên không nhíu mày lại, hỏi, lệ mỗ là một gã tán tu, một thân sở học có chút hỗn tạp, để chư vị chê cười rồi. Hàn Lập cũng không giải thích gì nhiều, cười ha hả nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, cũng không có truy hỏi cặn kẽ. Nhiệt hòa Tiên Tôn ở bên cạnh chớp hai mắt, càng ngày càng thấy vị lệ Hàn Đạo Hữu này sâu không lường được. Ha ha, xem ra lần này mời được lệ đạo hữu giống như nhặt được bảo vậy. Hồ Tam cười to một tiếng, nói ra, nói xong, bất ngờ gã vùng tay áo lên, một đạo hào quang bắn ra phía trước, đánh về phía tòa miếu thờ kia. Chỉ thấy trong nháy mắt quang mang đã đánh vào cổng đền, bỗng nhiên phát sáng lên một đoàn quang mang màu bạc, hóa thành vòng xoáy ngân quang khổng lồ rộng trăm trượng, từ trong đó truyền ra từng đợt lực lượng không gian kinh khủng chia năm xẻ bảy toàn bộ cổng đền rồi thôn vệ vào trong đó. Cuối cùng chỉ để lại một cái hố đen lớn như nắm đấm, xé rách không gian chung quanh cho đến khi từ từ khôi phục lại. Hồ Tam thấy thế, vẻ mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Thật may có lệ đạo hữu nhắc nhở, nếu như chúng ta không hay biết vượt qua, chỉ sợ bây giờ đã bị kéo vào khe nứt không gian rồi. Thạch Xuyên không nghĩ lại mà sợ, nói ra, ngay khi y, y vừa dứt lời, liền nghe thấy từng đợt tiên nhạc du dương từ bốn phương tám hướng vang lên, một cỗ hương khí lập tức lan tỏa ra làm cho người mê mẩn, ngay khi mọi người nhìn qua xung quanh, bất ngờ phát hiện ra một mảnh kiến trúc cung điện to lớn trong sương mù. Phi thuyền màu bạc của bọn hắn không còn đi trong đầm lầy nữa, mà đang rẽ từ trong lùm biển hoa um tùm đi tới, làm vô số cánh hoa bay tứ tán. Bốn phía biển hoa còn xây dựng từng tòa lang kiều điêu lan ngọc thế núi san sát với đỉnh đài lầu cát, nối với những cung điện cách đó xa xa. Trên lang kiều có những cung trang nữ đẹp như tiên nữ, có người tay cầm tiên sơ linh quả, có người tay cầm quỳnh tương bình ngọc, có người cầm theo đèn cung đình, thân hình thướt tha, từ trong lầu các nhẹ nhàng bước ra. Ở lầu các khác thì lại có rất nhiều tiên nhân ngồi đối ẩm uống rượu cùng nhau, hoặc là cao giọng ngâm thơ, hoặc là đánh cờ, nhìn cảnh tượng yến hội hào hợp vui vẻ vô cùng. Hồ Tam thấy thế, vội bấm pháp quyết ngừng phi thuyền lại, không tiến lên tùy tiện, mở miệng hỏi, Thạch Huynh, hình như thần linh hoàn của ngươi không phát huy tác dụng à, huyễn cảnh này làm sao mà càng ngày càng lợi hại vậy. Hồ Tam đạo hiếu, Người đừng trách oan thạch đạo hiếu, thật sự là huyến cảnh này quá mức lợi hại, nếu như chưa phục dụng thần linh hoàn, lúc này chỉ sợ tâm thần chúng ta đã lâm vào huyến cảnh, căn bản không biết mình đang ở trong huyến cảnh. Hàn lập giải thích thay thạch xuyên không, tuy hắn chưa phục dụng thần linh hoàn, cho nên lúc này mới biết sự lợi hại huyến cảnh chân chính, nếu không sớm thúc giục luyện thần thuật bảo vệ thần thức hải, chỉ sợ ngay cả hắn cũng rơi vào huyến cảnh rồi. Lệ đạo hiếu, linh mục thần thông của ngươi có cách nào bài trừ huyến cảnh này không? nhiệt hòa tiên tôn mở miệng hỏi linh mục ta chỉ có thể giúp mọi người tránh nguy hiểm nhưng lại không thể phá trừ huyễn cảnh tuy nhiên nếu như thạch đạo hữu vận dụng lực lượng không gian pháp tắc có thể đẩy lùi mê trần huyễn yên chung quanh và loại bỏ phần nào ảo cảnh hàn lập lắc đầu nói một câu phương pháp này quả thật có thể thực hiện bất qua tiêu hao thật sự quá lớn và lại không cách nào bài trừ ảo cảnh có diện tích quá lớn đối với cảnh giới của chúng ta thì như muối bỏ biển thôi thạch xuyên không ra vẻ khó xử nói không bằng thế này lần này lệ đạo hữu lấy thần thông linh mục giúp chúng ta né tránh nguy hiểm nhiệt hỏa tiên tôn lấy chân ngôn châu cảm ứng truyền tống trận đợi tới lúc tìm thấy lại để cho thạch huynh nghĩ cách phá vỡ ảo cảnh còn về phần ta liền làm người chèo thuyền cho mọi người như thế nào hồ tam ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng nói phương pháp này có thể thực hiện hàn lập và thắt xuyên không nhìn nhau rồi cả hai gật đầu nhẹ tốt cứ thế mà làm nhiệt hỏa tiên tôn cũng tán thành nói sau khi thỏa thuận xong mấy người xuất phát lần nữa từ từ phi hành về phía trước. Ra khỏi bụi hoa phía trước không cần đi thẳng tới mà xoay qua chỗ bên trái. Hai mắt hàn lập hơi lập lè, điều khiển, trực tiếp đụng vào tòa lang kiều kia sao? Hồ Tam hơi do dự, hỏi, tin tưởng ta đi, hàn lập nói, hồ Tam hé miệng một cái rồi không nói gì nữa, khống chế phi thuyền đi tới từ từ. Sau khi phi thuyền ra khỏi đám bụi hoa, lập tức xoay về bên trái, đụng thẳng vào tòa lang kiều. Chỉ thấy lan can lang kiều bạch ngọc như tờ giấy liền bị xé rách, thân thể mấy người Hàn Lập cũng chạm vào thân thể tiên nga, trực tiếp xuyên qua. Sau khi ra ngoài, cứ tiến thẳng lên khoảng 70 trượng rồi lại rẽ phải. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, phi thuyền màu bạc xuyên qua huyến cảnh liên tiếp, không ngừng tiến vào trong. Nửa canh giờ sau, phi thuyền màu bạc xuyên qua một vùng ảo cảnh hồ sen, nhiệt hỏa tiên tôn chợt vui mừng kêu lên. "Thấy rồi, chương 652, chứa trị." Mấy người Hàn Lập nghe vậy, vội vàng nhìn trên tay nhiệt hỏa tiên tôn. Chỉ thấy chân ngôn châu trong tay lão lúc này đang chấp động lên từng trận oánh quang, mặt ngoài tuyên khắc minh văn màu vàng cũng hiện ra từng trận kim quang. Là truyền tống trận sao? Hồ Tam dừng phi chu lại, vui vẻ hỏi. Nhiệt hỏa tiên tôn nhìn gã một cái, gật đầu nhẹ. Thạch đạo hiếu, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hàn lập nhìn về phía thạch xuyên không, mở miệng nói ra. Thạch xuyên không không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay hợp lại trước người, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ, nơi lòng bàn tay liền có một mảnh tia sáng trắng nở rộ ra, trên thân cũng có từng trận chấn động không gian nhộn nhạo ra. Ngay sau đó bỗng nhiên y mở mắt ra, hai tay bỗng nhiên mở ra, đôi thủ trưởng chỉ lên trời, làm một tư thế khai thiên, đoàn tia sáng trắng sáng lạn lập tức từ lòng bàn tay nở rộ ra kịch liệt, hóa thành một màn sáng màu bạc nhạt, tuôn ra bốn phía. Theo màn sáng màu bạc nhạt chậm rãi khuếch trương, lớp lớp lá sen chung quanh cũng lăn tăn thủy quang, tiêu tán ra như sương sớm, mê trần huyễn yên cũng bị đẩy ra tầng tầng dũng mãnh lao tới bốn phía màn sáng màu bạc một mực lan ra hơn nghìn trượng về sau ngừng lại không khuếch trương nữa rốt cuộc trong phạm vi ngàn trượng này lộ ra hình dạng đầm lầy vốn có hai mắt hàn lập sáng lên ánh sáng tím đưa mắt nhìn qua lập tức phát hiện ngàn trượng phía trước xuất hiện một mảnh thủy thảo rậm rạp phía trên đột một đứng lặng một đống loạn thạch màu trắng ở bên kia theo hàn lập chỉ dẫn hồ tam lập tức khống chế linh thuyền bay vút tới đống loạn thạch kia chỉ thấy trên đống bùn trồng chất đống đá rộng khoảng mấy trượng, thoạt nhìn tựa hồ là di tích một cột đá bị đánh nát hình thành. Ai, đây là một cột đá hoa văn của truyền tống trận, toàn bộ pháp trận đã hư hỏng triệt để, không thể dùng được. Nhiệt hòa tiên tôn thở dài, có chút tiếc nuối nói. Không sao, di tích chân ngôn môn cũng không phải dễ tìm như vậy. Hồ Tam cũng lơ đánh, nói ra, đám người hàn lập gật đầu nhẹ, tiếp tục đi vào hướng sâu trong sương mù. Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn một tháng. Bọn người Hàn Lập phiêu bạt tìm kiếm trong huyện Yên Triều Trạch, tuy thỉnh thoảng cũng phát hiện một ít di tích, phần lớn là một ít đoạn bức tường và ngói vỡ tàn phế, cột trụ bị phá nát, thật vất vả mới gặp phải vài tòa truyền thống trận, kết quả cũng đều rách nát hư hỏng nghiêm trọng, căn bản không cách nào sử dụng được. Lệ đạo hiếu, bây giờ chúng ta đã cách xa U Phù đảo, có nên cân nhắc đổi hướng tìm kiếm không? Hồ Tam khống chế phi chu màu bạc chậm rãi đi, mở miệng hỏi. Ừ, có thể thử đi hướng Nguyễn Yên Thành bên kia xem, hàn lập suy nghĩ một chút gật đầu đáp đúng lúc này nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên mở miệng nói chư vị đừng vội phụ cận còn có một tòa truyền tống trận tốt đi xem một chút trên mặt hồ tam không chút biểu tình nói đối với truyền tống trận không chỉ hồ tam không còn mừng rỡ như lúc ban đầu mà ngay cả hàn lập cùng thạch xuyên không cũng không ôm hy vọng gì nhiều nhưng mà lúc thạch xuyên không phá vỡ mê chướng mấy người lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc chỉ thấy trên mảnh đất bồi màu trắng cách ngàn trượng trước mắt đứng lặng bảy tám cột đá màu trắng cực lớn, phía trên khắc rõ phù văn phức tạp, nhưng lại không có chấn động linh lực truyền đến. Mấy người vội vàng điều khiển thuyền đi tới phía trên bãi đất bồi, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh truyền tống trận chỗ này. Trận này do 11 cột đá màu trắng tạo thành, trong đó chỉ có 7 cột còn nguyên vẹn đứng lặng tại chỗ, có nửa cột khác dựng đứng, còn lại mấy cây kia đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiệt hỏa tiên tôn tiến lên xem xét một lát, lông mày không khỏi nhíu chặt, mở miệng nói ra, đây là một trong tám tòa truyền tống trận bên ngoài Sơn Môn, đã bị tổn hại quá nhiều, cũng không thể nào dùng được nữa. Hàn Lập không để ý đến lời nói của lão, tiến lên đi quanh trái phải toàn bộ cột đá một lát, cẩn thận xem xét hoa văn trong truyền tống trận, lộ ra vẻ suy tư. Thạch đạo hiếu, trên người của ngươi còn có vật ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc không? Sau một lát, hắn đứng dậy, nhìn Thạch Xuyên không hỏi. Lệ đạo hiếu, người định dùng không gian chi vật thay thế cột đá để chữa trị pháp trận thứ cho ta hỏi thẳng, không biết có hữu dụng hay không. Thạch Xuyên không thoáng do dự một chút, nói ra, tiếp tục đi cũng không ổn, tốt nhất thử một lần rồi hãy nói. Hàn Lập nhếch miệng cười cười, nói ra, Thạch Huynh, không phải người có một cặp thạch sư sao, đừng quá keo kiệt, lấy ra sử dụng đi. Cùng lắm nếu dùng hỏng mất thì ta bồi thường lại cho ngươi. Hồ Tam nắm bờ vai y, vừa cười vừa nói, ngươi có thể chữa trị. Thạch Xuyên không không để ý đến Hồ Tam, ánh mắt nhìn Hàn Lập, vẫn bán tín bán nghi hỏi. Nắm chắc ba thành, người có dám đánh cược không? Hàn Lập vươn ra ba ngón tay một cái, nói ra. Gần đây vận khí đánh bạc của ta không được tốt, lần này chỉ sợ lại lỗ vốn. Thạch Xuyên không do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Dứt lời, bàn tay y khẽ lật, một cặp thạch sư sám trắng cao ba thước lập tức hiển hiện ra, rơi trên mặt đất. Hàn Lập cười phất tay cuốn lấy, đôi thạch sư sám trắng đã bị một đám ánh sáng màu xanh cuốn lấy rơi vào trong truyền tống pháp trận. Sau đó, cổ tay hắn khẽ chuyển, lấy ra từng khối trận bàn cùng trận kỳ, bắt đầu bố trí trên mặt đất. Mấy canh giờ sau, đã thành, lúc này Hàn Lập cất kỹ một khối trận bàn cuối cùng, sau đó đứng lên nói ra. Cái này, tốt rồi, Hồ Tam thấy thế, cũng có chút bán tín bán nghi nói. Không gian chi vật thay thế cột đá, không gian chi lực ẩn chứa trong đó có thể trèo chống vận chuyển toàn bộ đại trận. Bất quá trận bàn cùng trận kỳ lại không rắn chắc như thế, đoán chừng chỉ có thể vận chuyển một lát liền tổn hại. Hàn Lập giải thích, chỉ có một lát, có đủ truyền tống hết chúng ta qua không? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bán tín bán nghi hỏi, cũng may trận này trước kia thiết kế đại trận đủ truyền tống đồng thời mấy trăm người, truyền tống mấy người chúng ta không thành vấn đề. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn cần một vấn đề nữa thôi. Hàn Lập phủi tay, nhìn về phía Hồ Tam nói, còn cần gì? Hồ Tam nghi ngờ hỏi, Tiên Nguyên Thạch a, à, xem mấy lỗ này, có lẽ cần trung phẩm trở lên đấy. Hàn Lập chỉ chỉ mấy lỗ khảm trên mặt đất, vừa cười vừa nói lệ đạo hiếu a à, lệ đạo hiếu chỉ là mấy khối tiên nguyên thạch sao lại không bố trí luôn hồ tam bất đắc dĩ nói ta chỉ là một kẻ tán tu tích lũy của cải không dễ dàng nhất là trung phẩm tiên nguyên thạch cũng không thể so với cấp thấp đấy trên người ta cũng không có nhiều hàn lập vừa cười vừa nói hồ tam nghe vậy liếc nhìn thạch xuyên không đồng thời nở nụ cười bọn họ trước kia không tin hàn lập là một vị tán tu không chỗ nương tựa đặc biệt là thấy hắn có rất nhiều thủ đoạn nhưng bây giờ nhìn hắn keo kiệt như thế, ngược lại là tin tưởng thêm vài phần. Mấy người đứng ở trong đại trận, sau đó Hồ Tam lấy ra mấy miếng trung phẩm tiên nguyên thạch khảm vào đại trận. Hàn lập lập tức bấm pháp quyết, cả tòa đại trận tỏa hào quang mãnh liệt, cuốn thân ảnh bốn người vào trong biến mất. Sau khi thân ảnh mấy người biến mất, hào quang trên đại trận lập tức ảm đạm xuống, hai thạch sư kia quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, mà những trận bàn cùng trận kỳ kia rõ ràng đại bộ phận đều bảo lưu lại. Sau một lát, thân ảnh mấy người Hàn Lập xuất hiện trước một tòa sơn môn cự đại. Phía sau tòa sơn môn hùng vĩ này là một quảng trường bạch thạch cực lớn lơ lửng trên hư không, bốn phía bị mây mù che phủ, bên trong tựa hồ cách một tầng bích trướng không gian, thần thức cũng không cách nào xuyên thấu. Đứng lặng trước sơn môn là mấy cây cột đá thông thiên, cao không thấy đỉnh, đâm vào trong đám mây mù dày đặc trên cao, ngoài cửa lại bao phủ một màn sáng màu trắng dày đặc, hiển nhiên là cấm chế cường đại nào đó. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đứng trước sơn môn ngửa đầu nhìn lên, trong đôi mắt nổi lên tinh quang, toàn bộ cơ thể lâm vào hồi ức. Oanh một tiếng vang thật lớn, lão từ trong hồi ức bừng tỉnh lại. Lúc lão quay đầu nhìn lại, phát hiện Thạch Xuyên không đang thử oanh kích lên tầng cấm chế bạch quang kia. Nhưng bất luận y thi triển thủ đoạn nào, tầng màn sáng kia chỉ rung động mạnh không thôi, lại không có chút dấu hiệu nứt vỡ. Để ta thử xem, Hồ Tam dứt lời, thân ảnh lóe lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp trăm lần, một trường nâng lên co thành chảo, hung hăng chụp xuống màn sáng màu trắng chỉ thấy năm móng tay cực lớn dài chừng trăm trượng lăng không sinh ra, cào mãnh liệt lên màn sáng màu trắng. Ầm á, một mảnh ngũ sắc điện quang chói mắt từ trên màn sáng màu trắng bắn ra, chấn động hư không chung quanh làm nổ vang không thôi. Nhưng mà, sau khi điện quang thu liếm, màn sáng màu trắng vẫn như lúc ban đầu, không biến hóa chút nào. Không cần uổng phí khí lực, trong tầng cấm chế này ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc, tựa hồ còn có lực lượng thời gian pháp tắc hỗn tạp, phương pháp bình thường căn bản không thể phá vỡ thạch xuyên không mở miệng nói ra tuy hàn lập chưa từng ra tay bất quá thông qua quan sát công kích của hy người bọn họ trên cơ bản cũng rút ra kết luận giống như vậy hồ tam nghe vậy lúc này thân hình thu lại khôi phục bộ dáng ban đầu hỏi như thế quá tả gì người đã nhìn ra môn đạo có biện pháp phá giải không nhằm vào không gian chi lực ta có thể bố trí một cái pháp trận làm suy yếu không gian chi lực trong cấm chế sau đó chúng ta liên thủ công kích có lẽ có thể phá vỡ cấm chế này Thạch Xuyên không suy nghĩ một chút, nói ra, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí đi. Hồ Tam xoa tay trà sát nói, cùng lúc đó, huyện Yên Thành, mấy trăm dặm bên ngoài biên giới huyện Yên Triều Trạch, một gã nam tử thân hình tráng kiện cực kỳ cao giống như thiết tháp, hai tay chắp sau lưng, đứng nhìn đầm lầy, một đầu tóc đỏ hồng buộc lên cao, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Trên mặt gã sắc xảo rõ ràng, dung mạo có năm phần tương tự với nhân tộc, chỉ là mũi xanh đen thô ráp cứng rắn, có cặp sừng nhọn như tê nghiêu, hai bên lỗ tai cũng thập phần dài nhọn, treo hai kim hoàn to lớn rũ xuống. Bây giờ nam tử đang nhìn Nguyễn Yên chiều trạch minh mông, thần tình trên mặt lạnh lùng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Lúc này, nơi chân trời xa có một đạo bích quang bay nhanh đến, lúc cách gã mấy trăm dặm đã bị một tầng linh vực màu lửa đỏ bao phủ lại, tiếp theo bị một đoàn xích hỏa bao vây lấy, trong nháy mắt đi tới trước nam tử dị tộc. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bích quang rơi xuống, một bích ngọc phi xa bỗng nhiên thoáng hiện, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Trên xa là một gã đại hán tóc đỏ, một gậy trúc nam tử cùng một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ, đồng thời nhảy xuống phi xa, thần tình có chút lúng túng thi lễ với nam tử dị tộc kia, bái kiến si dung đại nhân. Ba người này không ai khác, chính là công thâu thiên, sư huynh của y vương hiểu sâm, cùng với đệ tử thân truyền phong khánh nguyên. Các ngươi đến trễ trọn vẹn nửa tháng, nam tử dị tộc lạnh lùng nói ra, chương 653, dục dịch, bẩm báo si dung đại nhân, Ngân Hồ xuất hiện tại Hắc Sơn Tiên Vực, chúng ta vì bắt hắn nên chậm trễ chút thời gian, Vương Sư Huynh còn bị thương nặng. Công Thâu Thiên Bảo chỉ tư thế hành lễ không có đứng dậy, nói với Nam Tử Dị Tộc. a, à, có bắt được hắn không? Nam Tử Dị Tộc được gọi là Si Dung Nhíu Mày Hỏi. Cái này, Ngân Hồ kia được một người của ma tộc tương trợ, cho nên hắn trốn. Công Thâu Thiên còn chưa nói xong đã bị Si Dung kêu một tiếng phế vật cắt ngang. Thần sắc ba người Công Thâu Thiên đều hơi đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Được rồi, đã chậm trễ lâu rồi, thời gian di tích chân ngôn môn xuất hiện có hạn, đừng làm chậm trễ chính sự. Chờ chuyện nơi đây xong sẽ tính toán với các ngươi, hiện tại lập tức xuất phát. Si Dung lạnh lùng liếc nhìn ba người, nói ra, vâng, ba người thở nhẹ ra, đồng thời đáp, chỉ thấy Si Dung vung tay áo lên, mảng lớn liệt diếm gào thét tuôn ra cuồn cuộn, xoay tròn một hồi trước người rồi đan vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một chiếc linh thuyền to lớn vô cùng hình dáng hỏa long, chở bốn người hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ vội vã đi, bay thẳng vào trong mê trần huyện yên, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đám kia rời đi không đến một nén nhang công phu, một số đạo độn quang từ huyện yên thành lao vùn vụt đến, sau mấy cái chấp động đã rơi vào rìa đầm lầy. Độn quang thu vào, hiện ra bốn thân ảnh ba nam một nữ. Trong đó người cầm đầu là một trung niên, vóc người cực cao, so với người bình thường cao hơn gần nửa, da màu đồng cổ, ngũ quan sắc xảo rõ ràng, mặc một bộ áo giáp màu vàng, khoác một áo choàng hoa văn tử kim, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đúng là người trấn giữ tụ côn thành, Tô Lưu. Hừ, chỉ mấy con long sang sông cũng muốn làm ầm ĩ trên địa đầu xà chúng ta. Trên mặt Tô Lưu hiện ra vẻ không vui, khinh thường nói. Lại nói tiếp, mặc dù bọn hắn và chúng ta đều thuộc thiên đình, nhưng từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, lần này bọn hắn cũng không kêu gọi chúng ta, quả thật có chút quá mức. Bất quá Tô Huynh Hà tất tức giận như thế, lần này bốn tiên khu chúng ta liên thủ, há lại để món bảo vật đó rơi vào tay người khác. Sau lưng gã, một nam tử áo đạo trắng phe phẩy quạt xếp, tùy ý nói ra. Triệu chân đạo hữu nói không sai, huyện yên triều trạch là địa bàn của chúng ta, có câu cường long không áp địa đầu xa, mặc cho bọn hắn hung hăng như thế nào, cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang màu tím, mi tâm có nốt ruồi màu đỏ, mở miệng nói ra nàng này chính là thành chủ huyễn yên thành bây giờ đồng thời cũng là đạo lữ của cung chủ hắc thổ tiên cung tu vi không quá cao chỉ có kim tiên hậu kỳ nhưng trong tứ minh tiên có địa vị không thấp mà triệu chân trong miệng nàng chính là tên nam tử áo đạo kia là giám sát tiên sứ tỏa trấn trạch uyên thành của phục trạch tiên vực người còn lại có giá người thấp bé lưng hơi còng đầu hói một mực chắp tay sau lưng nhìn đầm lầy không có tham dự thảo luận cùng mấy người lục tiền bối lúc trước từng người chúng ta tự mình tiến vào di tích chân môn môn kết quả đều thất bại, lần này nếu như đã quyết định liên thủ, cũng nên nói rõ với nhau, người thật sự có nắm chắc tìm được tọa độ không gian. Triệu chân vừa thu quạt xếp lại, nhìn về phía lão giả thấp bé, hỏi. Lão giả này không ai khác, chính là cung chủ nguyên cạnh tiên cung hiện tại, lục mô lương. Yên tâm đi, lão phu nếu không nắm chắc 10 phần, sẽ không mở miệng với các ngươi. Về sau đánh vỡ tọa độ không gian, các ngươi sẽ rõ ràng, đến lúc đó đừng quá tiếc sức là được. Sóng nói lão giả khàn khàn, chậm rãi nói ra, có những lời này của lục cung chủ, ta yên tâm hơn nhiều rồi. Nữ tử xinh đẹp che miệng khẽ cười nói, tốt rồi, nói chuyện thì cũng đã nói lâu rồi, chúng ta lên đường đi. Tô Lưu lướt nhìn lão giả, mở miệng nói, dứt lời, quanh thân gã lóe lên ngũ sắc điện quang, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, phóng vào trong huyện yên triều trạch. Ba người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao biến thành độn quang, đuổi theo. Cùng lúc đó, phía trên một mảnh đầm lầy lượn lờ mê vụ không tiêu tan cách đó trăm vạn dặm trong hư không lơ lửng một cầu thang đá cao mấy trăm bậc phía trên thang đá đang có mấy thân ảnh nam nữ mặc áo choàng màu lam đang chậm rãi đi lên trong đó người cầm đầu có vóc dáng khá cao thân thể thướt tha làn da màu lam nhạt tóc quăn xanh biếc mặc một bộ lân giáp mềm mịn dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu thoạt nhìn tựa như một con rắn mềm mại quyến rũ làm cho người không rời được mắt theo sau lưng nàng là một nam tử thân hình cao lớn như thiết giáp trên lưng vác thanh cự kiếm rộng hẹp to như tấm ván cửa cùng với một lão giả gầy còm sắc mặt vàng như nến bờ môi khô héo giống như quỷ bộ nam tử khôi ngô một mực nhìn về phía trước thân sắc trên mặt ngưng trọng thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương mà lão giả bộ dạng quỷ bộ bệnh lao kia thì rất nhẹ nhõm một đôi mắt đục ngầu nhìn qua lại trên dưới thân hình nữ tử da xanh kia bỗng nhiên nữ tử da xanh chợt dừng bước thân hình quay ngoặt lại một gương mặt tuyệt mỹ nhưng tràn đầy vẻ lạnh lùng một đôi lông mày dài nhỏ trong mắt lại mọc lên một đôi đồng tử nằm dọc màu vàng chính giữa bắn ra ánh mắt tràn đầy sát ý rơi vào trên thân lão quỷ bệnh lao kia thu hồi mắt chó của ngươi đừng ép ta giết ngươi khi còn chưa thực hiện nhiệm vụ nữ tử da xanh lạnh lùng nói ra bệnh lao lão quỷ lập tức cảm thấy như một thùng nước đá dội xuống đầu toàn bộ cơ thể cứng ngắc tại chỗ cảm giác sợ hãi này không phải đến từ câu nói kia mà là tới từ lúc nữ tử da xanh nói chuyện trong đồng tử nằm dọc bỗng nhiên phát ra hào quang quỷ dị, làm cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ trong tâm hồn. Tuân, tuân mệnh, bích xa tiên tử, tại, tại hạ không dám, bệnh lao lão quỷ nói ra đứt quáng. bích xa tiên tử, dịch bào hội chúng ta thường ngày không phải có thói quen kết thành tổ hai người chấp hành nhiệm vụ, sao lần này lại đồng hành ba người. Nam tử khôi ngô mở miệng hỏi, nữ tử da xanh nghe vậy, thần sắc trên mặt bỗng nhiên dừng một chút, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu vui vẻ, nói ra, nếu không phải cần năng lực lão sắc phôi bố trí không gian pháp trận, nhiệm vụ lần này hay là để tỷ tỷ ta mang theo ngươi nha. Tiên tử chớ nói đùa, sắc mặt nam tử khôi ngô cứng đờ, trở nên khẩn trương. Nữ tử da xanh thấy thế, cảm thấy thú vị, trên mặt vui vẻ càng thêm mị hoặc. Trong mắt lão quỷ bệnh lao lộ vẻ đắng chát, trong lòng tán thán không thôi. Một chỗ di tích chân môn môn, bọn người Hàn Lập đang bận rộn trên mặt đất trước sơn môn, vừa chất trên mặt đất một đống nhỏ tinh thạch màu bạc, còn có những trận kỳ trận bàn. lúc này thạch xuyên không đang khắc một cái pháp trận màu bạc lớn chừng vài chục trượng trên mặt đất, y vừa khắc pháp trận vừa chỉ điểm đám người hàn lập xếp những tinh thạch màu bạc và trận kỳ trận bàn vào trong pháp trận. bốn người cùng động thủ tốc độ càng nhanh hơn, cũng không lâu lắm một cái pháp trận màu bạc phức tạp tươi đẹp rực rỡ hoàn thành. các người lui ra sau một khoảng cách, thạch xuyên không đi vào trong pháp trận màu bạc, nói với ba người hàn lập. ba người nghe vậy thối lui ra sau một đoạn, thạch xuyên không gật đầu nhẹ sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một cái. Phần phật một tiếng, mặt ngoài pháp trận màu bạc sáng lên từng vòng linh văn, bắt đầu vận chuyển ông ông, nở rộ từng đợt tia sáng trắng sáng ngời. Vô số thiên địa linh khí phụ cận điên cuồng hội tụ lại pháp trận màu bạc, pháp trận tản mát ra tia sáng trắng nhanh chóng trở nên lè lẹt lóa mắt, sau đó quay tròn biến ảo thành một mảnh mây mù màu bạc lớn hơn 10 trường. Vô số phù văn màu bạc cuồn cuộn ở trong đó, nhập lại truyền ra trận trận chấn động không gian mãnh liệt thân thể thạch xuyên không bay lơ lửng lên đứng ở phía trên mây mù màu bạc toàn thân bị một đoàn hào quang trói mắt màu bạc bao trùm linh quang lập lòe giống như một thần minh trong miệng y nói lẩm bẩm giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều ra một lệnh bài màu bạc mặt ngoài lệnh bài có tia sáng trắng mịt mờ là một đồ án ngân nguyệt mặt kia khác một chữ không từng trận chấn động không gian pháp tắc từ trên lệnh bài nổi lên thạch xuyên không ném lệnh bài màu bạc ra rơi vào trong mây mù màu bạc phía dưới đồng thời một tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Mây mù màu bạc lập tức cuồn cuộn kịch liệt, sau đó như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong lệnh bài. Hình thể lệnh bài màu bạc lập tức điên cuồng lớn lên đến mấy trượng, hơn nữa nở rộ tia sáng trắng chói mắt, trên đồ án ngân nguyệt và mặt bên có chữ không càng sáng người chói mắt, tản mát ra chấn động không gian pháp tắc mãnh liệt gấp bội. Đám người Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rảnh rỗi nhìn xem, mỗi người tự vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể chờ đợi. Trong miệng Thạch Xuyên không nói lẩm bẩm, năm ngón tay điểm một cái vào lệnh bài màu bạc. Đầu ngón tay y bắn ra năm tia sáng trắng, lóe lên chui vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu bạc quay tít một vòng, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, một vòng Loan Nguyệt lớn mấy trượng từ trên lệnh bài màu bạc bay ra, xoay tròn chạm lên màn sáng màu trắng. Không có tiếng nổ mạnh như dự đoán, Loan Nguyệt màu bạc đụng một cái đến màn sáng trắng, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào trong đó. Bên trong màn sáng màu trắng truyền ra một tiếng bạo liệt trầm đục. Toàn bộ màn sáng run rẩy mãnh liệt bỗng nhúc nhích, đồng thời mặt ngoài màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu bạc, lộ ra một cỗ chấn động không gian mãnh liệt. Tinh quang màu bạc lóe lên kịch liệt, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Lập thấy tình hình này, ánh mắt hơi lóe lên. Tầng tinh quang màu bạc này xem ra chính là cấm chế không gian trong màn sáng màu trắng, công kích của Thạch Xuyên không quả nhiên có hiệu quả. Trên mặt Thạch Xuyên không cũng hiện lên vẻ vui mừng, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lệnh bài màu bạc tỏa sáng hào quang vèo vèo tiếng kêu sắc nhọn vang lên từng đạo loan nguyệt màu bạc không ngừng từ trong bắn ra chảm lên tinh quang màu bạc liên tiếp âm thanh trầm đục truyền ra tinh quang màu bạc chấp động kịch liệt nhanh chóng trở nên ảm đạm chỉ thúc giục lệnh bài màu bạc nhưng tựa hồ tiêu hao pháp lực thật lớn sắc mặt thạch xuyên không nhanh chóng trở nên trắng bệch may mắn bên trong pháp trận màu bạc không ngừng tuôn ra mây mù màu bạc rót vào trong lệnh bài duy trì lệnh bài thi pháp điên cuồng công kích một lát như thế rốt cuộc tinh quang màu bạc bị xé rách nghiền nát, một âm thanh thật lớn vang lên, hóa thành từng điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng màu trắng cũng chấn động kịch liệt, thình lình biến mỏng gần nửa. Mau ra tay, ta chỉ tạm thời đánh tan không gian cấm chế, nó sẽ khôi phục lại nhanh. Thạch xuyên không đột nhiên hét lớn một tiếng, chương 654, ra tay trước, ba người hàn lập sớm đã chờ ở một bên, nghe thạch xuyên không nói lập tức động thủ. Nhiệt hỏa tiên tôn ở sau cùng xuất thủ trước, hai tay hợp lại, Trước người xuất hiện một cổ kính màu vàng, đúng là cổ tiên khí hộ thân có lực lượng thời gian pháp tắc lúc giao phong lần trước. Trong miệng lão nhanh chóng lẩm bẩm, đồng thời hai tay chập lại, hai đạo kim quang bắn ra, chui vào trong cổ kính màu vàng. Cổ kính màu vàng quay tít một vòng, đón gió lớn lên to như căn phòng, mặt kính lưu chuyển tinh quang, bay ra mảng lớn sóng ánh sáng màu vàng, sau đó ngưng tụ hóa thành một phù văn màu vàng khổng lồ to vài chục trượng. Toàn thân phù văn màu vàng cực lớn tỏa hào quang cuồn cuộn. Thời gian pháp tắc tràn đầy bộc phát ra, hai tay nhiệt hỏa tiên tôn đẩy về hư không phía trước, phù văn màu vàng bắn ra, hung hăng oanh kích lên màn sáng màu trắng, hơn nữa lóe lên rồi dung nhập vào đó biến mất. Màn sáng màu trắng run lên kịch liệt, bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp đó mặt ngoài màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu vàng, chớp động điên cuồng. Tinh quang màu vàng chấn động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng không có vỡ ra như tầng tinh quang màu bạc lúc trước hầu như cùng lúc đó, trong miệng hồ tam nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Bên ngoài thân gã lóe lên tia sáng trắng, thân hình nhoáng một cái hóa thành năm thân ảnh giống nhau như đúc. Hai tay năm gã hồ tam cùng nắm chặt hư không, trong tay bộc phát ra một đạo huyết quang ngút trời, hung quang chợt hiện không thôi, làm cho lòng người kinh sợ. Ngay sau đó, năm gã hồ tam đồng thời há miệng phun một cái, mỗi gã phun ra một đạo ngân huy óng ánh, lóe lên sáp nhập vào trong huyết quang trên tay mình. Huyết quang ngút trời nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh huyết sắc cự phủ óng ánh lớn cỡ 10 trượng. Trên cự phủ quấn quanh từng đạo huyết quang óng ánh, chấp động xì xì như huyết sắc lôi điện, bộc phát ra từng đạo khí tức sắc bén làm người sợ hãi. Phần phật một tiếng, năm đạo huyết sắc cửa phủ hung hăng chạm lên màn sáng màu trắng. Bên kia, trước người Hàn Lập chấp động ánh sáng màu xanh liên tục, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm đứng song song, nở rộ kiếm quang màu xanh chói mắt. Hắn há miệng phun ra một cỗ ánh sáng màu xanh, dung nhập vào trong chín thanh phi kiếm chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm tỏa sáng hào quang, sau đó hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh lớn trăm trượng, phía trên quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to. Kiếm khí ngút trời từ trên cự kiếm màu xanh bộc phát ra, chỉ ảnh hưởng của kiếm khí đã khiến hư không phụ cận nổi lên những gợn sóng như nước. Thanh trúc phong vân kiếm được chăm sóc nhiều năm trong hồ lô ngọc bích như vậy, uy lực tăng lên không ít so với trước. Cự kiếm màu xanh lóe lên, hóa thành một đạo kiếm ảnh mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện trước màn sáng màu trắng, chém xuống một cái long trời lở đất. Sắc mặt thạch xuyên không trắng bệch, hít sâu một hơi, phất tay tế ra một kiện tiên khí là mâm tròn màu đen, lúc di động vang lên tiếng ô ô, phách chảm xuống màn sáng màu trắng. ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, màn sáng màu trắng điên cuồng chấp động. Nhiều công kích liên thủ như vậy, tầng tinh quang màu vàng kia đã bị vỡ ra, màn sáng màu trắng chấp động nhanh chóng trở nên mỏng manh, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Ở giữa màn sáng còn lại hiện ra vô số tinh ti màu trắng, đan vào nhau rậm rạp chẳng chịt giống như mạng nhện của một đại chi chu. Nhưng màn sáng mỏng này lại vững chắc vô cùng, gắt gao trận công kích ba người lại, không ngừng căng ra. Không chỉ như thế, ngay rìa bốn phía màn sáng nổi lên hai màu tinh quang kim ngân, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra chính giữa. Những nơi hai màu tinh quang kim ngân đi qua, màn sáng màu trắng thình lình khôi phục độ dày lúc trước. Không tốt, mọi người không nên lưu thủ, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Thạch xuyên không hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một quả đan dược lớn chừng ngón cái, tản mát ra vầng sáng màu tím nhẹ nhẹ. Y hơi do dự, ngửa đầu nuốt viên thuốc này vào, trên thân đại phóng hào quang màu tím, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng khôi phục, tựa hồ là một viên đan dược bổ túc nguyên khí. Y phất tay triệu hồi kiện tiên khí mâm tròn màu đen kia, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, sau lưng lóe lên ánh sáng tím, ngưng tụ ra pháp tướng màu tím ba đầu sáu tay lúc trước, cầm trong tay hư ảnh sáu kiện vũ khí cực lớn. Hai tay y nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo ánh sáng tím mút trời bắn lên trên bầu trời trên đỉnh đầu, lóe lên chui vào hư không bên trên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng sét nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến. Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cái động lớn trống rỗng màu tím đen xuất hiện trong hư không, vô số ma khí màu tím đen từ trong lỗ thủng tuôn ra, rơi xuống như thác nước. Thạch Xuyên không không cần nghĩ ngợi bấm niệm pháp quyết dẫn những ma khí màu tím đen ngưng tụ lại, hóa thành một miếng phù văn màu tím đen cực lớn, dung nhập vào trong hư ảnh vũ khí trên một cánh tay pháp tướng màu tím. Hư ảnh vũ khí này là một chương cửa cung, sau khi dung nhập từng miếng phù văn màu tím đen vào lập tức nhanh chóng trở nên rõ ràng, hầu như ngưng thành thực thể. Trên thân cửa cung hiện ra từng miếng lân phiến màu tím, phía trên minh khắc từng đạo phù văn màu tím đen, phía hai đầu cung là hai đầu rồng đang cắn lên dây cung vừa thô vừa to, Toàn thân tản mát ra khí tức hung bạo ngập trời. Cánh tay pháp tướng màu tím kia kéo mạnh dây cung, một đạo hư ảnh mũi tên vừa thô vừa to lăng không xuất hiện, sau đó bắn ra như lưu tinh trụy lạc, đánh vào màn sáng màu trắng. Hồ Tam bên kia cũng đang tụng đọc chú ngữ, năm thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt hòa làm một thể. Sau khi dung hợp, thân thể Hồ Tam lập tức biến lớn lên, trong nháy mắt cao đến vài chục trượng, toàn thân tản mát ra hào quang màu bạc chói mắt. Bên trong hào quang mơ hồ hiện ra hư ảnh một đầu hồ ly màu bạc cực lớn, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Năm chuôi huyết sắc cự phủ cũng dung hợp lại với nhau, bây giờ đồng dạng biến lớn lên, hóa thành một chuôi huyết sắc cự phủ lớn trăm trượng. Thanh âm xùy xùi vang lên, trên huyết sắc cự phủ hiện ra từng đoàn huyết sắc hỏa diễm, thiêu đốt hừng hực, hư không phụ cận dường như bị ăn mòn hết một nửa, nhanh chóng hòa tan ra. Hồ Tam hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng đánh xuống, chạm lên màn sáng màu trắng. Lúc này nhiệt hỏa tiên tôn cũng lật tay thu hồi cổ kính màu vàng, trong miệng tụng niệm chú văn cổ sơ, sắc mặt nghiêm túc. Vô số hỏa diễm đỏ thấm từ trên người lão phun ra, sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hỏa diễm cự đại, đầu đội vương nguyện hỏa diễm, tay cầm quyền trượng hỏa diễm, tuy khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản mát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, tựa hồ là đế vương hỏa diễm. Hai tay nhiệt hỏa tiên tôn bấm nhanh pháp quyết, sau đó bỗng nhiên dừng lại, điểm một cái về phía hư không màn sáng màu trắng thân ảnh hỏa diễm sau lưng lão giờ quyền trượng hỏa diễm trong tay lên, điểm một cái vào hư không. Một tiếng tiêm minh chói tai vang lên, một đạo hỏa diễm hết sức nhỏ từ đỉnh quyền trượng hỏa diễm phá không bay vụt ra, lóe lên chui vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không phía trước màn sáng màu trắng lóe lên, đạo hỏa diễm hết sức nhỏ kia lăng không xuất hiện, hung hăng đâm vào trên màn sáng màu trắng. Hàn Lập hơi nheo mắt lại, bên ngoài thân lóe lên hào quang xanh biếc, một đoàn hào quang xanh biếc bắn ra, hóa thành một bích ngọc hồ lô. Hồ lô nở rộ hào quang xanh biếc chói mắt, vô số phù văn thật nhỏ chớp động trong đó, làm thiên địa linh khí phụ cận nhảy lên không thôi. Tay hắn bấm nhanh pháp quyết, hồ lô xanh biếc nhanh chóng biến lớn lên, mặt ngoài bỗng nhiên sáng rõ phù văn, miệng hồ lô càng nở rộ lục quang ngút trời, âm thanh nổ đùng nặng nề từ trong hồ lô truyền ra, tựa hồ bên trong tích xúc một tòa núi lửa sắp bộc phát. Đi, Hàn Lập vung tay lên, hồ lô xanh biếc chấn động mãnh liệt, hư không phụ cận cũng theo đó nhoáng một cái kịch liệt, một đạo hư ảnh màu xanh từ miệng hồ lô bắn ra, mơ hồ có thể thấy là một đạo kiếm ảnh thanh sắc, đánh vào trên màn sáng màu trắng. Chuôi cự kiếm màu xanh lui về phía sau một chút, mặt ngoài đại thịnh điện quang, lần nữa phách chạm xuống. Âm âm âm, tím, huyết, xích, xanh, bốn vòng kiêu dương hiển hiện ra, đan vào cùng một chỗ, một cỗ khí tức đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa phóng lên trời. Bên trong bốn vòng kiêu dương, Thực tế lấy hai màu kiêu dương sau cùng cực lớn là tím và xanh, vô số phù văn màu tím xanh cuồn cuộn trong đó, dẫn tới thiên địa linh lực phụ cận biên cuồng chuyển động, hung hăng đánh thẳng vào màn sáng màu trắng. Màn sáng màu trắng chấn động kịch liệt, hiện ra vô số vết rạn, sau đó nổ mạnh phịch một tiếng, rốt cuộc bị xé nứt ra. Toàn bộ màn sáng màu trắng vỡ vụn ra từng khúc, biến mất vô tung, hóa thành mảng lớn mây mù màu trắng nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Bên trong mây mù màu trắng chấp động hào quang hai màu kim ngân bay ra hai lệnh kỳ chuyển động quay tròn trong mây mù không thôi trên hai lệnh kỳ thêu vô số đồ án tinh thần một cái màu vàng cái kia màu bạc mỗi lá cờ tản mát ra chấn động thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác mãnh liệt ánh mắt hàn lập đột nhiên sáng ngời cánh tay nhấc lên bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào hồ lô xanh biếc hồ lô xanh biếc lóe lên lục quang một đạo hào quang xanh biếc từ trong tuôn ra trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng quấn lấy lá cờ màu vàng hầu như đồng thời một đại thủ màu tím bay vụt tới bắt lấy lá cờ màu bạc kia chính là một bàn tay pháp tướng màu tím sau lưng thạch xuyên không hàn lập thầm than một tiếng đáng tiếc tay bấm niệm pháp quyết dẫn lục sắc hào quang quấn lấy lá cờ màu vàng bắn ngược về chui vào trong hồ lô xanh biếc đại thủ màu tím bắt lấy lệnh kỳ màu bạc kia cũng bay vụt về lần này hàn lập cùng thạch xuyên không thu bảo nhanh vô cùng chờ hồ tam cùng nhiệt hỏa tiên tôn kịp phản ứng hai lệnh kỳ đã rơi vào tay hai người hàn lập hồ tam cùng nhiệt hỏa tiên tôn không khỏi liếc nhìn nhau trên mặt đều hiện lên một tia tiếc nuối. Lấy lịch duyệt bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra hai lệnh kỳ kia hẳn là bảo vật cấm chế áp trận của sơn môn này, hơn nữa lại sử dụng hai loại trí tôn pháp tác luyện chế ra, phẩm cấp bất phàm. Bất quá bọn người Hồ Tam cũng không có oán hận, đi vào di tích vốn là so năng lực cá nhân cùng cơ duyên, bọn họ ra tay chậm cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Chúc mừng nhị vị, còn không mau tiến vào di tích, chỉ tính thu hai kiện bảo vật này thôi à. Hai tay Hồ Tam bấm niệm pháp quyết, thân thể lóe lên khôi phục nguyên trạng, cười nói. Hạc hạc, lần này ta cùng lệ huynh chiếm tiên thủ, bảo vật phía sau khẳng định có rất nhiều, hồ huynh cùng nhiệt hỏa huynh cũng sẽ có đại thu hoạch. Thạch xuyên không cười hạc hạc, pháp tướng màu tím sau lưng nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể y. Lỗ thủng màu tím đen phía trên bầu trời trên đầu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất. Hàn lập nhìn lỗ thủng trên không chung một cái, trong mắt chấp lên tử quang. Trong lỗ thủng màu tím đen này có ma khí cuồn cuộn, hơn nữa âm u sâu vô cùng, lấy đồng tử cửu u ma đồng của hắn cũng không nhìn thấy đáy, tựa hồ là một thông đạo không gian, không biết đi thông nơi nào. Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, đơn tay khẽ vẫy. Lục quang mặt ngoài hồ lô xanh biết nhanh chóng thu liếm lại, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ, từ không trung bay vụt xuống. Sau một cái chất động, hồ lô bay vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng dáng. Chuôi cự kiếm màu xanh cũng bay vụt về, ánh sáng màu xanh chấp động phân liệt ra, hóa thành chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, dưới ánh sáng màu xanh chấp liên tục nhao nhao chui vào trong tay áo hắn. chương 655, Loạn Lưu, Thạch Huynh và Lệ Huynh vừa mới phá cấm suất lực lớn nhất, hai kiện bảo vật này các ngươi cũng nên được đấy. Nhiệt hỏa tiên tôn cười nói, vừa nói xong, thân ảnh màu đỏ sau lưng lão cũng biến mất vô tung, hóa thành một đạo hỏa quang dung nhập vào trong cơ thể. Lại nói tiếp, Lệ Đạo Hiếu vừa mới gọi ra hồ lô kia là một kiện tiên thiên linh bảo à. Chật chật, uy lực quả nhiên kinh người, hồ tam chợt nhìn về phía hàn lập hỏi thạch xuyên không nghe vậy cũng có chút hứng thú nhìn lại nhiệt hỏa tiên tôn lúc trước đã thấy hàn lập thi triển bảo vật này đối địch ngược lại cũng không có kinh ngạc đúng vậy hồ lô kia là nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp lễ mẫu ngẫu nhiên đạt được một kiện tiên thiên linh bảo uy lực coi như không tệ hàn lập từ chối cho ý kiến nói lần này hắn tế ra hồ lô xanh biết cũng đã cân nhắc một mặt là vì nhiệt hỏa tiên tôn đã biết rõ vật ấy không cần phải che giấu một phương diện khác là bày ra một ít thực lực, miễn cho hai tu sĩ thái ất là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không cho là thực lực hắn không mạnh, động tâm tư gì khác. Đương nhiên uy năng cùng khí thức bảo vật này hắn đã động tay chân một chút, cũng không hoàn toàn triển lộ hết. Tiên thiên linh bảo chân quý vô cùng, bất luận một kiện nào đều không giống bình thường, không phải người có đại cơ duyên thì khó có được, xem ra số mệnh lệ đạo hữu chính là thượng giai chi nhân, lần này có người đồng hành quả thực không tệ, chúng ta cũng dính thêm chút cơ duyên của ngươi. Hồ Tam cười hạc hạc nói. Hồ Tam đạo hữu nói đùa, những cơ duyên này của tại hạ, há có thể so với ngươi. Hàn lập lắc đầu nói. Trong lúc mấy người đàm tiếu, mây mù màu trắng trên sơn môn cuồn cuộn kịch liệt, rất nhanh chuyển động hóa thành một vòng xoáy màu trắng thật lớn, ở trung tâm vòng xoáy mơ hồ lộ ra một thông đạo nhỏ hẹp. Hào quang nhẹ nhẹ từ trong thông đạo thẩm thấu ra, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Bốn người đều nhìn về trung tâm vòng xoáy thông đạo, ánh mắt đều lóe lên phá giải cấm chế đã tiêu phí không ít thời gian chúng ta đi nhanh đi hồ tam mở miệng nói sau đó dẫn đầu hóa thành một tia sáng trắng bay vào trong thông đạo nhiệt hỏa tiên tôn lập tức theo sát phía sau hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ bay vụt xuống thân hình hàn lập khẽ động đang muốn đuổi theo chợt quay đầu nhìn về phía thạch xuyên không đứng ở một bên tựa hồ không hề động thân nói thạch huynh không tranh thủ thời gian đi vào chỉ sợ bảo vật bên trong sẽ bị hai người bọn họ cướp sạch không còn a à. lệ huynh đi trước đi để ta thu pháp trận này lại đã, sau đó sẽ tới ngay, pháp trận này là bí truyền của ma tộc ta, không thể tiết lộ ra ngoài được. Thạch Xuyên không nở nụ cười, phất tay phát ra một mảnh ánh sáng tím, bao lại pháp trận màu bạc trên mặt đất, nhanh chóng thu lấy trận kỳ trận bàn bên trong. Vậy lệ mỗ đi trước một bước A, Hàn Lập gật đầu nhẹ, hóa thành một đảo ánh sáng màu xanh bay vào trong thông đạo. Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập bay vào thông đạo, trong mắt xẹt qua một đảo quang mang kỳ lạ. Hai tay y huy động, rất nhanh thu hết những thứ pháp trận màu bạc trên mặt đất lại, sau đó thân hình y nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào trong thông đạo. Bất quá ngay khi y bay vào thông đạo, trong nháy mắt một tiểu cầu màu tím từ trên người y bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tiểu cầu lớn chừng hạt đào, mặt ngoài minh khắc vô số phù văn màu bạc nhỏ như hạt gạo, tán phát ra trận trận chấn động không gian chi lực. Tiểu cầu màu tím chợt run lên, sau đó phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh ma vân màu tím nồng đậm, vô số phù văn màu bạc trong đó nhảy lên. Ma vân màu tím cuồn cuộn, sau đó vặn vẹo giống như vật sống, chui vào trong hư không. Nhưng những phù văn màu bạc trong ma vân không có chui vào trong hư không, lại chuyển động quay tròn, hóa thành một pháp trận màu bạc lớn chừng một trường. Hư không trong pháp trận rung rung kịch liệt, vỡ ra một khe hở, sau đó kéo ra hai bên. Sau mấy hơi thở, một thông đạo không gian màu tím lăng không lơ lửng hiện ra. Chỉ là không gian thông đạo này thỉnh thoảng vặn vẹo, bên trong có ánh sáng tím chấp động, cực không ổn định, tùy thời có khả năng tan vỡ. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh từ trong không gian thông đạo bắn ra, rơi trước sơn môn. Ba người đều mặc áo tím, toàn thân tản mát ra ma khí nồng đậm, đều là người ma tộc. Đi đầu là một lão giả thân thể gầy còm, tóc tai trên đầu khô héo thưa thớt, da mặt ngăm đen, gương mặt và hốc mắt đều hõm sâu xuống, nhìn như một bộ xương khô được bao phủ bởi một lớp da, nhìn có chút đáng sợ. Mà trên hai tay lão, một chút da thịt cũng không có, dĩ nhiên là hai cánh tay xương đen kịt, phía trên minh khắc từng đạo phù văn màu tím như con run, tản mát ra dao động ma khí mãnh liệt. Đứng bên cạnh lão giả là một thanh niên tóc tím, thân hình thon dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, hình dạng cực kỳ khoa trương. Thanh niên với một đầu tóc tím thật dài, hầu như có thể kéo đến mặt đất, bây giờ quấn cao lên, phiêu đắng phía sau lưng, trên người gã mặc một bộ trường bào màu tím, bên trong là một bộ vũ bào đỏ thấm, tựa hồ dùng loại lông linh điều nào đó dệt thành nhìn tươi đẹp vô cùng, trường bào màu tím phía ngoài căn bản không thể che lấp hết, dưới chân đạp một đôi giày ngũ sắc, phía trên khảm đầy bảo thạch, lấp lóe sáng. Người này thoạt nhìn giống như một con gà trống lớn, nhìn ngoài sức tưởng tượng. Đứng bên cạnh thanh niên tóc tím là một thiếu phụ áo tím, mái tóc như thác nước, thân hình mềm mại thướt tha, đeo một cái khăn che mặt màu trắng, không thấy rõ dung mạo. Sau khi ba người bay ra, rốt cuộc thông đạo không gian không chống đỡ nổi, chấp động mãnh liệt vài cái, oanh một tiếng triệt để tan vỡ, rất nhanh lấp đầy rồi biến mất. Không gian thông đạo lại hỏng nhanh như vậy, xem ra chỗ hắc thổ tiên vực này cách không gian chúng ta cực xa, khó trách bất luận chúng ta thi pháp dò xét thế nào đều xác nhận không được vị trí di tích. Nếu không nhờ thiếu chủ, chúng ta có tìm trên một vạn năm cũng vô dụng. Lão giả gầy còm nhìn sau lưng một cái, gật đầu nói. Lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn chung quanh thêm vài lần, cuối cùng rơi vào trên vòng xoáy màu trắng. Chỗ này chắc là cửa vào rồi, xem ra thiếu chủ bọn hắn đã phá vỡ cấm chế, vậy chúng ta mau vào thôi cặp mắt thanh niên tóc tím sáng lên nói ra còn chưa nói xong thân hình gã khẽ động tính bay vào trong thông đạo chờ một chút lúc trước thiếu chủ đã nói chúng ta chờ ở chỗ này nửa khắc đồng hồ mới được tiến vào di tích lão giả gầy còm nhấc cánh tay xương lên mấy đạo quang tia màu tím từ đầu ngón tay bắn ra chớp động lên ánh sáng tím âm u ngăn trước người thanh niên tóc tím lại là ta quá nóng lòng vậy chờ một lát rồi đi vào thanh niên tóc tím nhìn quang tia màu tím trước người, sắc mặt khẽ biến một cái, vội vàng cười làm lành nói. Lão giả gầy còm hư một tiếng, lúc này mới buông cánh tay xuống. Hàn lập vừa bay vào vòng xoáy thông đạo, thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn lấy, thấy hoa cả mắt, sau đó xuất hiện ở một dòng ánh sáng trắng mãnh liệt. Dòng ánh sáng màu trắng chuyển động cuồng bạo không trật tự, xông tới, phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hàn lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, sắc mặt khẽ biến. Dòng ánh sáng màu trắng trước mắt này khá tương tự với không gian loạn lưu lúc trước hắn từ linh hoàn giới đi qua tiên giới, chỉ là nơi đây ẩn chứa không gian chi lực cường đại gấp 10 lần, mơ hồ còn kèm theo lực lượng thời gian pháp tắc nhẹ nhẹ. Bây giờ tu vi hàn lập cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đi qua tiên giới, nhưng thân hình vẫn không thể đứng vững, cuốn theo dòng ánh sáng màu trắng về phía trước. Từng cỗ man lực từ chung quanh vào tới, không ngừng xé rách thân thể của hắn. Trong tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một màng tinh quang óng ánh, lập tức ngăn cản lực lượng xé rách chung quanh hơn phân nửa, phần còn lại đã không cách nào tạo thành tổn thương thân thể hắn. Làm xong hết thảy, hắn nhìn lại chung quanh, bốn phương tám hướng đều là lưu quang màu trắng cuồng bạo, thân ảnh đám người hồ tam, nhiệt hỏa tiên tôn đã sớm biến mất, không biết bị dòng ánh sáng này cuốn tới nơi nào. Hàn lập nhíu mày, đang muốn làm cái gì đó. Vào thời khắc này, phía trước chợt lóe lên lưu quang, một đoàn bạch quang cực lớn lăng không xuất hiện, cuốn lấy thân thể hắn giữa bạch quang thình lình tràn ngập một cỗ thời gian chi lực cường đại, bất quá cực kỳ hỗn loạn. Trong nháy mắt trước mắt Hàn Lập biến thành một mảnh màu trắng chói mắt, hai mắt đau đớn một hồi, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, bị một cỗ lực lượng khổng lồ phía dưới lôi kéo xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cơ thể Hàn Lập đập vào một cái gì đó, lực lượng không gian loạn lưu chung quanh bị quét sạch, biến mất vô tung. Hắn mở to mắt, kinh nghỉ phát hiện đã thoát ly không gian loạn lưu màu trắng kia cả người nện lên trên mặt đất đánh ra một cái hố to vé lên mảng lớn bụi đất thân hình hắn nhoáng một cái từ trong hố lớn bắn ra đứng ở không trung nhìn lại chung quanh xung quanh là một mảnh địa hình bằng phẳng có chút hoang vu nhìn thấy rất ít thực vật bầu trời là một mảnh màu trắng mênh mông khắp nơi cũng tràn ngập sương mù màu trắng nơi này chính là di tích chân môn môn hàn lập thì thào tự nói một câu tình huống nơi này không giống với dự đoán của hắn. Do chung quanh là một mảnh xương mù màu trắng nên nhìn không được bao xa. Tâm niệm hắn vừa động, thả thần thức ra, sắc mặt chợt hơi đổi. Hư không chung quanh tràn ngập một cỗ không gian chi lực kỳ dị, áp chế rất lớn thần thức của hắn. Lấy thần niệm lực cường đại của hắn bây giờ, thần thức cũng chỉ lan tràn ra ba bốn trăm trượng đã đến cực hạn. Tâm niệm hắn vừa động, hai mắt hiện ra một tầng tử mang, đã vận hành cửu U Ma Đồng Tử phạm vi thị lực cửu u ma đồng tử lớn hơn một chút so với thần thức, cũng chỉ có ngàn trượng, những xương mù màu trắng kia tựa hồ không phải xương trắng bình thường, gây trở ngại rất lớn đối với cửu u ma đồng tử của hắn. Tình huống chung quanh mặc dù có chút quỷ dị, bất quá Hàn Lập thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn xông qua vô số di tích bí cảnh, so với hoàn cảnh nơi đây càng kỳ lạ gấp trăm lần. Thân hình hắn nhoáng một cái trở xuống mặt đất, vung tay lên, trước người lóe lên ánh sáng tím, nhiều ra một cái khay ngọc màu tím lớn chừng lòng bàn tay, phía trên khắc từng đạo phù văn màu bạc, hình thành một cái pháp trận màu bạc phức tạp. Vật này là trận bàn đưa tin mà Thạch Xuyên không đưa cho hắn trước khi tiến vào huyễn yên triều trạch, chính là dùng bí pháp độc môn ma vực luyện chế thành, trong đó trộn lẫn một tia không gian chi lực, có thể vượt qua ngăn cản của không gian bích trướng để đưa tin, công hiệu hơn xa trận bàn đưa tin bình thường, thích hợp dùng trong các loại bí cảnh. Hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, khay ngọc màu tím lơ lửng lên, chuyển động quay tròn tản mát ra một vòng hào quang màu tím, chấp động lúc sáng lúc tối. Qua một hồi lâu, Khai Ngọc vẫn như cũ không có bất kỳ hồi âm. Hắn nhíu mày, lại chờ một lát, thấy Khai Ngọc vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng, liền phất tay thu vào. Không biết do nguyên nhân gì khiến cho trận bàn đưa tin không có tác dụng, liên lạc không được bọn người Hồ Tam, lại có chút phiền phức rồi. Tìm không thấy Hồ Tam, chớ nói chi hoàn thành nhiệm vụ luân hồi điện lần này. Dù sao chi tiết về nhiệm vụ lần này, hắn còn chưa biết, lúc trước mặc dù đã hỏi thăm Hồ Tam, nhưng đối phương chỉ cười hì hì nói đến địa phương sau sẽ nói tỉ mỉ với hắn, không ngờ bây giờ vừa mới đến nơi này thì hai người đã mất liên lạc. chương 656, Tử Thành, Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm một lát, lắc đầu, lông mày giãn ra. Nếu như tạm thời không thấy bọn Hồ Tam, trước tiên phải nhìn tình hình xung quanh một chút, hắn cũng rất hiếu kỳ với di tích của chân môn môn. Trước mắt, bản thân hắn tu luyện hai đại thần thông chân ngôn hóa luân kinh cùng với pháp ngôn thiên địa đều có nguồn gốc từ chân ngôn môn và lại cũng không phải bản công pháp hoàn chỉnh có lẽ từ di tích này có thể có chút manh mối đúng rồi hàn lập đang muốn khởi hành chợt nghĩ tới một chuyện vung tay lên một đoàn lục quang từ trên người hắn bay ra lóe lên biến thành một cái hồ lô xanh biếc hàn lập bấm niệm pháp quyết một đạo kim quang phóng ra từ trong hồ lô đúng là kiện cờ lệnh màu vàng kia lơ lửng trước người hắn nhẹ nhàng chuyển động hắn đưa tay cầm lấy cờ lệnh màu vàng, cẩn thận dò xét. Ở khoảng cách gần, cờ lệnh màu vàng thoạt nhìn càng thêm bất phàm, đồ án tinh thần màu vàng phía trên như vật sống, chấp động không ngừng, tùy thời có thể bay ra. Ngoài ra hắn có thể cảm nhận được một cỗ chấn động pháp tắc thời gian tản phát ra từ cờ lệnh, hoàn toàn không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn tiểu khóa màu vàng mà cảnh dương thượng nhân cho hắn. Quả nhiên là nhập phẩm tiên khí, hàn lập vui vẻ trong lòng, há miệng phu ra một cỗ kim quang, bao trùm cờ lệnh màu vàng, thu thập vào trong cơ thể toàn lực luyện hóa. Hiện tại thân ở nơi đất lạ, phía trước lành giữ khó dò, bất luận thứ gì có thể giúp tăng thực lực đều vô cùng đáng quý, sau khi thu thập xong hắn mới chọn một phương hướng tiếp tục phi hành. Do nơi này có hạn chế rất lớn với thần thức cùng thị lực nên hắn bay rất chậm, không tiếc hao tổn tâm thần cùng tiên linh lực để duy trì toàn bộ thần thức cùng cửu u ma đồng dò xét hết thảy động tĩnh xung quanh. Di tích này tuy rằng hết sức yên tĩnh, nhưng không hiểu vì sao lại tạo cho hắn một loại áp lực vô hình khó chịu, khiến hắn không dám buông lỏng chút nào. Hàn đạo hiểu, chẳng lẽ ngươi đã tiến nhập di tích chân môn môn. Năm đó ta đi theo mã lương cũng từng nghe qua đại danh của chân môn môn. Bây giờ ngươi đi một mình, không bằng phóng suất ta ra ngoài. Thanh âm ma quang đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Ngươi đã bế quan xong, hàn lập khẽ giật mình, không nghĩ tới ma quang lại đột nhiên lên tiếng lúc này. Khổ cực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã dung hòa được thân thể này, hắc hắc sau này sẽ không lo bị tụt xuống dưới cảnh giới thái ất nữa. Ma Quang cười hắc hắc nói, đúng không, vậy chúc mừng ngươi rồi. Hàn lập khẽ động lông mày, trả lời, hắc hắc, Hàn đạo hiếu, mà mô thế nhưng đã đi trước một bước tiến dài thái ất. Ma Quang tựa hồ có chút hưng phấn, đắc ý nói. Hàn lập cười nhạt một tiếng, không có để ý Ma Quang nói khoác. Hắn có thời gian pháp tắc trong tay, thực lực căn bản không thể đánh giá dựa vào tu vi cảnh giới được, Ma Quang mới chỉ tiến cấp thái ất cảnh, dù là thái ất cảnh trung kỳ Hàn Lập cũng có lòng tin đối phó được. Đương nhiên, lấy tư chất kinh người của Hàn Đạo Hữu rất nhanh có thể tiến giai thái ất cảnh. Ma Quang lập tức ý thức được bản thân có chút đắc ý thái quá lập tức nói. Ma Quang Đạo Hữu tuy đã thành công ổn định lại tu vi, tuy nhiên vẫn nên ở lại không gian hoa chi củng cố thêm một đoạn thời gian, thời gian tới nếu cần giúp đỡ ta sẽ gọi Đạo Hữu sau. Hàn Lập truyền âm nói, di tích chân ngôn này có chút đặc thù, Ma Quang lại có thân thể hôi tiên, không nên hiện thân thì tốt hơn. Cũng tốt, ma quang thở dài, yên lặng lại. Hàn lập không để ý ma quang chuyên tâm sò rét cảnh vật xung quanh. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, hoàn cảnh xung quanh vẫn hoang vu như cũ không có bao nhiêu biến hóa. Nét mặt hàn lập hiện lên vài phần mệt mỏi, trong hoàn cảnh này, duy trì thần thức cùng cửu u ma đồng trong thời gian dài là gánh nặng không nhỏ với hắn. Hắn vừa lấy ra một quả đan dược khôi phục ăn vào, đột nhiên đuôi lông mày nhảy lên, ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống đất, thân hình nhoáng cái hạ xuống. Trước người hắn xuất hiện một mảng tường lớn, phía trên phủ một lớp bụi dày, không nhìn rõ chi tiết được. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết hình thành một cỗ gió lốc cao mấy trượng. "Đi." Miệng hắn khẽ quát một tiếng, phất tay áo một cái. Lập tức cỗ gió lốc gào thét lao tới mảng tường lớn, những nơi đi qua lập tức quét tan lớp bụi dày, lộ ra hình dáng, chất liệu của mảng tường. Lại là một khối tường vỡ màu lam nhạt, tựa hồ dùng một loại đá đặc thù nào đó xây thành mặc dù chôn cất nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng mà không bị phong hóa hư thối. Hàn lập thấy vậy, lộ vẻ vui mừng, không ngừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước. Càng đi lên phía trước, thảm thực vật màu lục càng ngày càng dày, không hề hoang vu như trước, cảnh vật đổ nát thê lương cũng ngày càng nhiều. Sau một lát, hắn lần nữa hạ thân xuống đất, phía trước là một cung điện to lớn, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, cao chừng hai ba mươi trượng, toàn thân đều dùng loại đá đặc thù màu lam kiến thiết thành. Nếu hoàn hảo, cung điện này cũng có chút đồ sộ chỉ là hiện tại tòa cung điện lại như tổ ong non nửa bị sụp xuống mặt đất phụ cận của cung điện cũng thủng như tổ ong tựa hồ trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt hàn lập suy nghĩ một chút tỏa thần thức ra dò xét tình huống xung quanh sau một lúc lâu đuôi lông mày hắn khẽ nhảy lên thân hình nhoáng một cái bay vụt đến bên cạnh một tảng đá lớn đưa tay đẩy tảng đá kia ra chỉ thấy dưới tảng đá lớn có một cỗ thi thể bây giờ đã hóa thành bạch cốt bộ bạch cốt này mặc một bộ áo quần màu trắng tuy rằng đã bị phong hóa hơn phân nửa nhưng hàn lập vẫn có thể nhìn ra là quần áo của người chân ngôn môn giống với trang phục lúc trước hắn xuyên không nhìn thấy hắn nhìn thi hài trước mắt thở dài bản thân nếu như tu luyên công pháp chân ngôn môn tất nhiên có vài phần liên quan tới tông môn này từ trong miệng của nhiệt hỏa tiên tôn hắn cũng nghe nói một chút về chân ngôn môn năm đó là một đại tông môn mạnh mẽ bây giờ lại biến thành một mảnh phế tích làm cho người ta có chút bồi hồi Hàn Lập rất nhanh tập trung tinh thần, thần thức quét qua thi hài, trên thi hài không còn túi chữ vậy pháp khí, tựa hồ đã bị lấy đi. Hắn cũng không quá để ý chuyện này, quay người tiếp tục dò xét các nơi trong cung điện, rất nhanh lại tìm được mấy cỗ thi hài, xem trang phục có lẽ đều là đệ tử chân môn môn. Những thi hài này đều không có chữ vật pháp khí. Sau một lát, Hàn Lập đã dò xét xong toàn bộ cung điện này, không thu hoạch được gì cả. Hắn có chút tiếc nuối trong lòng, không tiếp tục ở đây lâu, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía trước vừa mới bay đi không xa lắm sắc mặt hàn lập biến đổi thân hình bá một cái đột nhiên ngừng lại trong mắt đại phóng tử quang nhìn về một bên hắn tung một chỉ một đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra đánh chúng vào một chỗ trong hư không chỗ hư không đó chấn động kịch liệt một mảnh hắc quang đột nhiên hiện ra mà đạo kiếm khí màu xanh oanh kích lên mảnh hắc quang lập tức biến mất không thấy gì nữa tựa hồ bị cắn nuốt tất cả hắc quang chấn động vài cái hóa thành một đạo hồ quang màu đen lớn chừng nửa trượng vặn vẹo vài cái rồi biến mất. Chẳng lẽ đây là vết nứt không gian? Hàn Lập chớp động ánh mắt, miệng thì thào lẩm bẩm. Hồ quang màu đen này lại biến mất vào trong hư không, không có tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nếu không phải hắn triển khai toàn bộ thần thức, lại thi triển cửu u ma đồng thì không thể nào phát hiện ra được. Hắn hơi trầm ngâm, lần nữa đưa tay điểm một cái. Một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, phát ra tiếng sấm ù ù, đánh vào vị trí hồ quang màu đen vừa biến mất. Hồ quang màu đen lại hiển hiện ra, hơi chấn động, lại đơn giản thôn phệ tia sét màu vàng. Hàn lập chứng kiến cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lần nữa vung tay lên. Ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh phi kiếm đỏ thấm xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng, xích mang lóe lên chém ngang tia hồ quang màu đen. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân cự kiếm đụng đến hồ quang màu đen, lập tức bị cắt làm hai đoạn. Hàn lập thấy vậy, dùng mình. May mắn, hắn kịp thời phát hiện hồ quang màu đen này, nếu không hắn đụng vào dù không chết, sợ rằng cũng bị trọng thương, như vậy cũng thật là oan uổng a. À. Hàn lập nghĩ trong lòng, tiện tay thu hồi hai đoạn kiếm gãy, lách người đi qua hồ quang màu đen, tiếp tục tiến lên phía trước. Kế tiếp, hắn càng cẩn thận hơn, thần thức cùng cửu U Ma Đồng luôn luôn thi triển. Càng tiến lên, hắn gặp càng nhiều kiến trúc, những kiến trúc này đều không ngoại lệ bị chiến đấu kịch liệt phá toái hầu như không còn. Hàn lập tiếp tục dò xét, rất nhanh lại trôi qua thêm nửa ngày. Lúc này, sắc mặt hắn có chút âm trầm, chân ngôn ngôn bị phá hư quá mức triệt để, tìm lâu như vậy, ngoại trừ vài cọng linh thảo niên đại coi như tạm được, cũng không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một loài vật còn sống cũng không thấy. Cả một khu vực to lớn như vậy lại là một tòa tử thành. Mặt đất vẫn là một giải đất bình nguyên, ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài ngọn núi nhỏ. Hàn lập tiếp tục bay tới phía trước, lúc này sắc mặt hắn khẽ động. Mặt đất phía trước đã bắt đầu thay đổi, có từng đại sơn cốc trong đó dường như xuất hiện từng mảnh cung điện thoạt nhìn có vẻ còn nguyên vẹn tinh thần hắn chấn động lập tức bay nhanh tới hạ xuống một sơn cốc mảnh sơn cốc này có diện tích thật lớn lấy thần thức cùng thị lực của hắn lúc này cũng không dò xét được danh giới chỉ có thể nhìn được một góc trong sơn cốc mặt đất bằng phẳng khắp nơi đều được phủ kín một tầng ngọc thạch màu trắng kéo dài đến cuối tầm mắt từng tòa kiến trúc lớn nhỏ cũng kéo dài tới cuối tầm mắt nơi này dường như là một địa điểm trọng yếu trong sơn cốc cũng không tránh được cuộc chiến khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu chỉ là kiến trúc nơi đây sử dụng tài liệu tốt hơn rất nhiều đại đa số đều được bảo tồn nguyên vẹn hàn lập có chút hưng phấn trong lòng tiếp tục dò xét xung quanh đi sâu vào bên trong sơn cốc rất nhanh hắn đã đi tới chỗ sâu trong cùng kết quả càng đi sâu vào sơn cốc dấu vết chiến đấu càng kịch liệt không ít thi hài nằm ở chỗ này trong đó không chỉ có đệ tử chân ngôn môn mà còn không ít thi hài của tu sĩ thiên đình căn cứ một đường đi đến đây Mảnh sơn cốc này giống như một đại thành trì, có không ít đường đi, kiến trúc đường phố rất giống cửa hàng. Nếu như không bị hủy, nơi đây hẳn là một tòa thành trì đồ sộ. Một đường đi tới, Hàn Lập cũng tìm được vài thứ tài liệu tốt. Cuối cùng hắn đi tới một con đường rộng, xuất hiện ở một quảng trường rộng rãi. Chương 657, kịch đấu thủy diễn cung. Ồ, ánh mắt Hàn Lập lướt nhanh một vòng trên quảng trường, ồ nhẹ một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên bay lên rất nhanh đến trước một tòa cung điện khổng lồ đối diện quảng trường. Tòa cung điện này được xây bằng một loại tinh thạch óng ánh màu xanh đậm, bề mặt phủ một tầng ánh sáng mỏng màu lam nhộn nhạo, thoạt nhìn tựa như là cung điện thủy tinh dưới đáy biển. Hàn Lập biết loại tinh thạch màu lam này tên là Hải Lam Tinh, là một loại tinh thạch thủy thuộc tính nổi tiếng cứng rắn, tuy không phải là tài liệu đỉnh cấp nhưng cũng thuộc dạng chân quý, lại được dùng để xây cả tòa đại điện này, quả là đại thủ bút. Hàn Lập tiến đến, nhưng không phải bị hấp dẫn bởi vật liệu xây tòa đại điện này mà vì đồ vật bên trong. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được từ sâu bên trong có một cỗ chấn động thời gian pháp tác truyền ra. Có thể do cả tòa đại điện này được xây bằng Hải Lam tinh, tuy bị tàn phá, nhưng vẫn bảo tồn được hình dáng ban đầu, ngay cả tấm biển lớn trên cửa điện cũng không bị phá hư. Thủy Diễn Cung, Hàn Lập nhìn tấm biển thì hơi động lòng, đang muốn tiến vào đại điện, đột nhiên chú ý đến một thứ bên cạnh cửa vào. Đó là một tượng đá màu lam ngã trên mặt đất, cao khoảng 100 trượng là một đứa bé có đầu to quái dị. Phía dưới tượng đá bị đứt gãy giống như bị một kiếm chặt đứt. Hàn lập nhìn sang phía bên cạnh cung điện, chỗ đó có một ụ đá khổng lồ cũng bị chặt đứt, vết đứt gãy lại ăn khớp với tượng đá, xem ra đó là nơi bức tượng đá này đứng lúc trước. Hàn lập nhìn bức tượng đá này, mơ hồ có cảm giác quen mắt như đã từng thấy ở đâu. Đúng rồi, thì ra là hắn. Hàn lập dò xét lần nữa, chợt nhớ tới. Lúc trước thông qua tinh bích nhìn lén tăng nhân tai to giảng đạo, cũng chính là di la lão tổ, Ngồi vây quanh lão có năm người, trong đó có một đứa bé với cái đầu to quái dị, thân hình bên ngoài cơ bản giống với bức tượng này. Tượng của người này sao lại ở đây? Chẳng lẽ đứa bé đầu to này có quan hệ với Thủy Diễn Cung? Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó không nghĩ nhiều nữa bước vào đại điện. Vừa vào trong, ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại, tạo thành một loại cảm giác áp lực khác thường. Chân mày Hàn Lập hơi nhăn lại, nhưng vẫn đi tiếp. Trong đại điện trống trải, không có gì ngoài những cây cột đá lớn bằng hải lam tinh nơi đây cũng có nhiều dấu vết chiến đấu thậm chí còn có một cây cột đá bị chặt đứt lìa hàn lập tìm một vòng trong đại điện nhưng không phát hiện gì lại tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong trên vách tường nơi này có một cánh cửa cực lớn đằng sau cánh cửa là hai hành lang màu đen rất dài uốn lợn kéo sâu vào bên trong đen âm u nhìn không thấy điểm cuối vừa nãy lúc còn ở bên ngoài hắn thấy đằng sau đại điện là một mảnh cung điện nhiều như rừng tựa hồ là một khu kiến trúc chiếm diện tích khá lớn hàn lập nhìn hai lối đi cảm ứng một chút vị trí thời gian pháp tắc từ hai lối đi chuyển đến, sau đó không trần chờ chút nào bước vào hành lang bên phải. Toàn bộ hành lang dùng một loại đá màu đen xây thành, tản mát ra khí tức âm lãnh nhẹ nhẹ, không biết là loại tài liệu nào. Nơi đây cũng có không ít dấu vết chiến đấu lưu lại, trên hai vách tường màu đen có từng vết rách do lợi khí phách chảm, trên mặt đất cũng không thiếu khe hở. Xem ra hai vách tường màu đen này cực kỳ cứng rắn, trong chiến đấu cũng không bị hủy. Trừ điều đó ra, trong thông đạo thỉnh thoảng có thể thấy một hai bộ thi hài đệ tử chân ngôn môn hoặc tu sĩ thiên đình không biết có phải do hành lang này bị phong bế hay không âm sát chi khí chung quanh rất nồng đậm từng trận âm phong từ phía trước thổi tới mơ hồ có thể nghe được thanh âm ô ô hàn lập khẽ nhíu mày hiện tại trong người hắn sát khí quấn thân đối với hoàn cảnh như vậy vô thức có chút không thích nhưng hắn tự nhiên sẽ không vì việc nhỏ này mà lùi bước thông đạo màu đen này cực kỳ dài hàn lập đi về phía trước gần nửa khắc đồng hồ vẫn không đến điểm cuối trái lại lối đi này dần trở nên rộng rãi cao lớn thêm không ít càng đi vào sâu hơn sát khí trong không khí càng dày đặc dẫn tới sát khí trong cơ thể hắn có chút dục dịch hàn lập vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ toàn thân ngăn cách sát khí ra bên ngoài hắn lại đi về phía trước một khoảng sắc mặt khẽ biến chợt dừng bước tuy rằng nghe rất nhỏ nhưng phía trước chuyển đến vài âm thanh ù ù mặt đất cũng hơi lắc lư hai cái tựa hồ có người đang giao phong ánh mắt hàn lập chớp lên trong miệng lẩm bẩm một tầng ánh sáng âm u hiển hiện ra, bao phủ thân thể của hắn lại, toàn bộ cơ thể rất nhanh hóa thành một đạo u ảnh, im hơi lặng tiếng bay tới phía trước. Bay tới phía trước một lát, hành lang đã đến điểm cuối, phía trước xuất hiện một mảnh lầu các âm u, một gian tiếp nối một gian. Giữa các nơi lầu các có một mảnh thông đạo dài hẹp kết nối với nhau, thông suốt bốn hướng, khiến người hoa cả mắt. Hàn lập tra xét một chút, theo thanh âm chiến đấu tìm tới, xuyên qua hơn 10 lầu các rất nhanh tìm được nguồn gốc âm thanh, đó là một gian đại điện có diện tích chừng mấy ngàn trượng. Trong đại điện đứng vững từng cây cột đá vừa thô vừa to, mỗi một cây thô giáp lớn đến hơn 10 người ôm, phía trên minh khắc từng đạo phù văn, không biết dùng làm gì. Những cây cột đá trong điện đã sụp xuống hơn phân nửa, lộ ra một mảng lớn không gian. Trên đất trống đằng kia, ba gã tu sĩ đang chém giết kịch liệt cùng năm sáu bóng đen. Trong ba gã tu sĩ kia, một người là một nam tử khôi ngô có thân hình như thiết tháp, mặc một bộ quần áo màu lam, cầm một thanh cự kiếm to như tấm ván cửa. Một người khác là một thiếu phụ áo tím thân hình thướt tha, mang một cái khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, quanh thân bao quanh ma khí nồng đậm, lại là người của ma tộc. Người cuối cùng là một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ, trên mặt tựa hồ trang điểm son phấn, thoạt nhìn có chút bất nam bất nữ. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, nam tử tuấn tú áo đỏ này hắn cũng biết, đúng là Phong Khánh Nguyên ngày đó gặp mặt một lần tại giã Hạc Cốc, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp phải. Xem ra, dòm ngó di tích chân ngôn môn lần này cũng không chỉ có người luân hồi điện, thiên đình hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết bọn họ làm cách nào lại tiến vào được nơi này. Chiến đấu kịch liệt cùng ba người là những quái vật màu đen dáng người, cao hơn một trượng, lông đen dài khắp toàn thân, giống như mấy con viên hầu màu đen. Trên đầu những quái vật này sinh ra hai cái sừng dài màu đỏ sậm, hai mắt huyết hồng, chớp động lên từng trận hung quang, răng nanh lòi ra bên ngoài miệng, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Đây là thứ gì? Hàn lập núp đằng sau một cây cột đá, nhìn thấy những quái vật viên hầu màu đen này, trong lòng có chút kinh ngạc. Những viên hầu màu đen này có chút xấu xí, nhưng thực lực bất phàm, thân thể cực lớn di động như gió, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, trực tiếp va chạm cứng rắn cùng tiên khí của đám người phong khánh nguyên, nhưng không bị thương chút nào. Trong miệng viên hầu quái dị màu đen thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm màu đen, ba người kia tựa hồ e ngại những hắc diễm này, hiếm khi ngăn lại, đại đa số đều tránh né ba người phong khánh nguyên tuy rơi vào hạ phong nhưng đều lão luyện không có kinh hoàng làm gì chắc đó mặc cho những viên hầu quái dị kia công kích hung mãnh thế nào vẫn như cũng bị ba người ngăn cản lại hàn lập nhìn cuộc chiến phía trước mấy lần liền rời ánh mắt đi nhìn lại chung quanh đại điện cũng không phát hiện bảo vật gì xem ra thực sự ba người này không phải vì đoạt bảo mà là không may mắn gặp phải vài đầu viên hầu quái dị kia bị chúng quấn lấy nếu như bên trong nơi này không có bảo vật hàn lập cũng không có ý hiện thân tham dự thân hình khẽ động, định lặng lẽ ly khai. Ngay thời điểm thân thể hắn vừa động, một đạo ác phong từ sau lưng kéo tới, một thú chảo đen thui đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Lập, chụp tới ngay vị trí tim hắn. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, nhanh như chấp bay vụt tới phía trước, đồng thời cánh tay vung gấp lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong tay áo hắn bắn ra, sau đó lăng không xuất hiện phía sau hắn, nhanh chóng chạm xuống thú chảo màu đen. Phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang màu xanh run lên vỡ vụn ra, hóa thành một chuôi phi kiếm màu xanh quay tròn cuồn cuộn bay tới phía trước mà thú chảo màu đen kia cũng bị chém ra một vết thương thật dài hầu như bàn tay bị chém thành hai khúc một đầu viên hầu màu đen quỷ dị cực lớn từ trong bóng tối gần đó lóe lên xuất hiện nhìn hàn lập phát ra một tiếng gào thét tức giận viên hầu quái dị này so với mấy con kia lớn hơn gấp bội làn ra dưới đám lông màu đen hiện ra từng đường vân màu đỏ như máu tăng thêm vài phần hung lệ thân thể cực lớn lượn lờ hắc khí trong hắc khí thình lình còn lơ lửng một kiện đại phiên màu đen, phía trên chấp động linh quang, tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc không kém, đúng là một kiện tiên khí. Viên hầu quái dị màu đen gầm gừ một tiếng, lòng bàn tay chấp hắc quang liên tục, âm sát chi khí chung quanh cuồn cuộn hội tụ đến, dung nhập vào thân thể nó. Vết thương trên bàn tay nó nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, phất tay triệu hồi chuôi thanh trúc phong vân kiếm, thân hình nhoáng một cái rơi trên mặt đất. Một phen giao thủ này cực kỳ mau lẹ, phát sinh trong nháy mắt, ba người phong khánh nguyên lúc này cũng chú ý tới động tính hàn lập bên này, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong miệng huyết văn cử viên phát ra một tiếng gào thét, thân thể cực lớn hóa thành một đạo bóng đen, bay nhào tới hàn lập. Hừ, hàn lập hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới huyết văn cử viên, đúng là ích tà thần lôi. Những nơi hồ quang điện màu vàng đi qua, âm sát chi khí phụ cận giống như băng tuyết gặp kiêu dương, trong nháy mắt tán loạn biến mất. Huyết văn cử viên thấy vậy, không sợ chút nào, há miệng phun ra một cỗ hỏa diễm màu đen. Một tiếng vang thật lớn, lôi điện hỏa diễm đụng vào nhau lập tức xoay tròn cuồn suột, giống như hai con dao long một vàng một đen đan vào cắn xé nhau, nhưng tựa hồ không bên nào làm gì được đối phương. Đuôi lông mày hàn lập khẽ nhướng, há miệng phun một cái. Lại là một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra như điện, mặt ngoài bao bọc bởi một tầng hồ quang điện màu vàng, lóe lên xuyên thủng lôi điện hỏa diễm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phanh một tiếng trầm đục, những hỏa diễm màu đen kia bạo liệt ra, hóa thành một mảnh tàn lửa phiêu tán. Phi kiếm màu xanh tiếp tục bắn ra như điện, mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người huyết văn cự viên, bổ nhanh xuống. Chương 658, bốn người đi. Giống, trong miệng huyết văn cự viên phát ra một tiếng trầm thấp, đại phiên màu đen trên đỉnh đầu lập tức cuốn ngược xuống, nở rộ vạn đạo hào quang màu đen, giống như một đại thủ màu đen, quấn lấy phi kiếm màu xanh. Hàn lập chứng kiến cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong tay kết kiếm quyết. Chuôi phi kiếm màu xanh đột nhiên rung động lắc lư kịch liệt, nở rộ quang mang màu xanh vô cùng chói mắt, từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to ở trong đó xuyên thẳng qua, mãnh liệt xoắn một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đại phiên màu đen lập tức bị xé ra, hóa thành mấy khối tàn phiên bay tứ tán, phi kiếm màu xanh cũng không dừng lại chút nào, tiếp tục chém về phía huyết văn cự viên. Trên mặt cử viên lộ vẻ hoảng sợ, huyết sắc đường vân trên thân tỏa sáng hào quang. Phốc một tiếng, sau lưng nó lăng không xuất hiện một đôi huyết hồng quang rực, nhanh chóng vỗ mạnh. Thân thể huyết văn cử viên bỗng nhiên mơ hồ một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh lướt ngang bên cạnh. Một tiếng xé rách trầm đục vang lên, thân ảnh cử viên lóe lên xuất hiện cách đó hơn 10 trượt, trên vai trái xuất hiện một vết kiếm dài sâu, cả cánh tay trái cơ hồ bị chém rụng, bất quá như cũng không có máu tươi chảy ra thân thể cử viên màu đen quái dị này tựa hồ cũng không phải là huyết nhục hàn lập không có ngạc nhiên nhìn như tùy ý giơ tay lên khẽ vẫy chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức bay vụt về ánh sáng màu xanh lóe lên hóa thành ba thanh tiểu kiếm màu xanh chui vào trong tay áo hắn dĩ nhiên là ba thanh phi kiếm đã dung hợp lại lúc trước trên mặt huyết văn cử viên quái dị lộ ra vẻ kinh nộ nhưng lại không bay nhào về phía trước mà há miệng lớn một cỗ hỏa diễm đen kịt không ngừng phun ra liên tục trong nháy mắt hóa thành một mảnh sóng đen ngập trời đánh tới Hàn Lập nhanh chóng vô cùng. Phạm vi hỏa diễm màu đen cực lớn, làm cho người ta có loại cảm giác không thể tránh khỏi. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hai vai run lên. Tiếng sấm mãnh liệt, vô số hồ quang điện màu vàng hiện ra quanh người hắn, sau đó tuôn ra hình thành một mảnh sóng lôi điện màu vàng, va và chạm với sóng lửa màu đen, lần nữa đan vào nhau. Ầm 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 liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy năng cả hai tương đối ngang nhau bên nào cũng không áp đảo được đối phương, cân bằng tại chỗ đó. Những cột đá phổ cận lập tức nhao nhao vỡ vụn, vang ra tứ tán, toàn bộ đại điện lắc lư kịch liệt. Tòa đại điện này không biết dùng chất liệu gì lại chắc chắn vô cùng, hoặc là bên trong thiết kế cấm chế gia cố, cũng không bị chấn sập. Mà giờ khắc này, tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên lôi quang màu vàng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyết văn cử viên tựa hồ cũng có chút nhanh trí, thấy cảnh này lập tức đôi cánh huyết sắc sau lưng vỗ mạnh, tính phi độn ly khai. Đúng lúc này, một tiếng ngử lạnh vang lên trong đầu huyết văn cử viên, một cỗ thần niệm lực bén nhọn vô cùng hung hăng đâm vào trong đầu nó. Trên mặt huyết văn cử viên lộ vẻ thống khổ, phát ra một tiếng hét thảm, thân ảnh đang muốn phi độn lập tức trì trệ. Hầu như đồng thời, phụ cận cánh tay phải cử viên lóe lên kim quang, một chìa khóa kim sắc lớn trống rỗng xuất hiện, len keng một tiếng giòn vang, khóa cánh tay phải của nó lại. Vô số đạo chỉ màu vàng từ trên khóa lớn màu vàng lớn nở rộ ra, một chữ khóa màu vàng thật lớn lóe lên hiển hiện ra, khác ở trên thân huyết văn cử viên. Thân thể huyết văn cử viên cứng đờ, toàn thân giống như bị đông lại, không nhúc nhích được. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh hàn lập xuất hiện sau lưng cử viên, cánh tay vung lên, hai ngón tay trong suốt như ngọc như niêm hoa gãy lá, nhẹ nhàng điểm sau ót cử viên. Một đạo tinh quang trói mắt chợt lóe lên, tinh quang mơ hồ hiện ra một đồ án đóa hoa màu bạc chui vào đầu cử viên. Đầu huyết văn cử viên lập tức bể thành mấy khối, nhưng tinh quang hiện lên sau đó tiếp tục bảo trì bộ dạng đầu vỡ vụn vẫn không nhúc nhích hàn lập thu chỉ lại lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái chữ khóa trên thân cử viên lập tức biến mất vô tung khoa lớn màu vàng cũng lóe lên biến nhỏ thành lòng bàn tay rơi vào trong tay hắn những năm gần đây hắn đã sớm tế luyện xong tiểu khóa màu vàng này hôm nay thử dùng uy lực quả nhiên bất phàm hắn thu hồi tiểu khóa màu vàng đầu huyết phân cử viên bể thành mấy khối lập tức nổ bể ra hóa thành hắc khí phiêu tán đầy trời thi thể không đầu run lên bần bật, cũng theo đó hóa thành mảng lớn sát khí màu đen, tung bay tứ tán. Một khối màu đen óng ánh lớn chừng quả đấm từ trong hắc khí hiển hiện ra, rơi xuống phía dưới. Hàn lập phất tay phát ra một đạo ánh sáng màu xanh cuốn lấy, nhiếp vào trong tay. Tinh thể màu đen tản mát ra âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là tinh hạch huyết văn cự viên. Nguyên lai là một đầu địa hồn yêu, đuôi lông mày hắn nhảy lên, thì thào tự nói. Địa hồn yêu tuy có tên một chữ yêu, kỳ thật chính là một loại quỷ vật chỉ có thể sinh ra tại nơi có sát khí thi khí cực kỳ nồng đậm am hiểu ẩn nấp tập kích linh trí không thấp là một loại quỷ vật cực kỳ lợi hại tốt sát khí tinh thuần kết tinh hàn đạo hữu đưa vật ấy cho ta đi nó rất hữu dụng với ta thanh âm ma quang vang lên trong đầu hàn lập hàn lập nghe vậy nghiêng mắt nhìn tinh thể màu đen trong tay lật tay thu vào trong không gian hoa chi ném cho ma quang huyết văn cử viên bị đánh chết vài đầu cửa viêu màu đen quái dị bên kia phát ra tiếng kêu hoảng sợ bỗng nhiên quay người hóa thành mấy đạo tàn ảnh bỏ chạy về phía xa trong nháy mắt biến mất ba người phong khánh nguyên cũng không ngăn cản mặc kệ chúng đào tẩu ba người thu hồi tiên khí liếc mắt nhìn nhau sau đó đều nhìn lại hướng hàn lập đa tạ vị đạo hữu này ra tay chém giết đầu địa hồn quỷ vương kia làm kinh sợ thối lui quỷ vật khác nếu không ba người chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể thoát thân nam tử khôi ngô lộ vẻ tươi cười chắp tay nói với hàn lập Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ áo tím cũng nói cảm ơn một tiếng. Ba vị đạo hữu khách khí, lấy thần thông ba vị, nếu muốn rời khỏi, không cần tại hạ suất thủ tương trợ. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, ba người trước mắt tuy rằng đều thi triển mật thuật, ý đồ che giấu tu vi bản thân, bất quá lấy thần thức của hắn, tự nhiên sớm đã dò xét đại khái tu vi ba người. Khí tức ba người này khổng lồ, tu vi không kém mình bao nhiêu, ít nhất cũng là kim tiên hậu kỳ. Vừa rồi bọn họ động thủ cùng những địa hồn yêu kia, căn bản không có sử dụng thực lực chân chính, đối phó những địa hồn yêu kia nhưng tâm tư ba người vẫn đề phòng lẫn nhau. Nam tử khôi ngô, phong khánh nguyên cùng thiếu phụ áo tím nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên. Ha ha, bất kể thế nào, vừa rồi còn phải đa tạ đạo hữu viện thủ. Đại hán khôi ngô cười hạc hạc nói, hàn lập thoáng gật đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lai lịch đại hán khôi ngô này nhất thời nửa khắc hắn còn nhìn không ra, nhưng mà phong khánh nguyên hắn lại biết rõ, còn có thiếu phụ áo tím, rõ ràng là người ma tộc, người này xuất hiện ở di tích chân ngôn môn, chẳng lẽ có quan hệ với Thạch Xuyên không? Lại nói tiếp, bốn người chúng ta có thể gặp nhau, coi như là hữu duyên, không bằng mọi người cùng kết bạn lên đường, cùng nhau thăm dò di tích này, như thế nào? Dù sao phía trước xuất hiện cái gì, hiện tại chúng ta cũng không biết được. Đại hán khôi ngô thoạt nhìn lại là người khéo miệng, mở lời nói ra. Nói cũng đúng, nơi này quỷ dị khó lường, mọi người cùng nhau hành động là tốt nhất. Hàn Lập nghe vậy, trong miệng nói như thế, một người thì không hiểu thấu bằng nhiều người, hành trình di tích chân ngôn môn lần này tự nhiên tăng thêm không ít biến số, thậm chí hắn còn cảm nhận được nơi đây ẩn tàng rất nhiều nội tình hắn không biết. Tuy thực lực ba người trước mắt không tệ, nhưng Hàn Lập nắm chắc có thể đối phó được, kết bạn đồng hành hắn cũng có thể thừa dịp điều tra một ít chuyện. Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ áo tím nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó đều gật đầu nhẹ. Hạc hạc, vậy thì tốt quá, tại hạt tự giới thiệu trước, kẻ hèn này họ nhâm, tên một chữ hào. Đại hán khôi ngô chắp tay với ba người, cười nói ra. Tại hạ lệ giang lưu, hàn lập báo ra một cái tên, tên này là hắn lấy được trên tín vật thân phận thiên sa tông. Nguyên Phong, Phong Khánh Nguyên đưa ra một cái tên giả. Phong Lâm, thiếu phụ áo tím mỉm cười nói. Bốn người tự báo tính danh, tuy không biết là thật hay giả, bầu không khí vốn ngưng trọng đã giảm đi không ít. Tuy thân hình nhâm hào cao lớn, lại ngoài ý muốn giỏi giao tiếp, đàm thiếu cùng ba người vài câu, bầu không khí tựa hồ cởi mở thêm vài phần. Lúc nói chuyện, mấy người lại vô thức tránh đi một ít chủ đề mẫn cảm. Không biết ba vị đến đây đã lâu chưa? Tại hạ vừa mới tới đây, lầu các nơi này từng toàn nối tiếp nhau, thoạt nhìn rất giống một mảnh hoàng thành, phạm vi tại hạ dò xét lại nhỏ, đến bây giờ còn chưa biết rõ là gì. Nhâm hào cười khổ nói ra, tại hạ cũng vừa mới tới đây, chỉ sợ so với ba vị còn muộn hơn một chút, hiện tại cũng chưa hiểu ra sao cả. Hàn lập lắc đầu nói ra, Phong Khánh Nguyên cùng Phong Lâm cũng lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì nơi này, cũng còn đang dò xét. Nếu như thế, chúng ta tiếp tục đi tới, nơi này bị phá hư không nhiều lắm, nói không chừng còn có bảo vật, chỉ là chư vị phải cẩn thận một chút, đừng chạm đến cơ quan cấm chế. Nhâm Hào suy nghĩ một lát, nói ra, ba người Hàn Lập gật đầu trước sau, không có dị nghị. Một nhóm bốn người sửa soạn lại một chút, rất nhanh tiếp tục đi tới trước. Trong lúc hành tẩu, tùy bốn người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách hàn lập đi sau cùng vừa dò xét tình huống chung quanh trong đầu lại cuồn cuộn vô số ý niệm thiên đình ma tộc những thế lực này cũng nhúng tay vào di tích chân môn môn không biết bọn hồ tam nhiệt hỏa tiên tôn có biết việc này hay không nếu ba người hồ tam bọn hắn cũng không biết thì không nói còn nếu ba người đều đã biết sớm lại đang gạt một mình hắn sẽ phải cẩn thận hơn nghĩ tới đây trong lòng hàn lập không khỏi có chút hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì đi tới. Tiến về phía trước, lại xuyên qua mấy tòa lầu các, rốt cuộc mấy người đi ra khỏi mảnh lầu các liên miên kia, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi hơn, địa thế bằng phẳng dần cao lên, tựa hồ đã đến trước một sườn núi. Trên mặt đất xuất hiện một con đường bạch ngọc rộng thẳng tắp, kéo dài lên núi. Sâu trong mắt Hàn Lập chớp động hào quang, đến nơi này chấn động thời gian pháp tắc có chút mãnh liệt, chính là ở phía trước con đường bạch ngọc này. Chỉ là thời gian pháp tắc này rõ ràng như thế Ba người bên cạnh khẳng định cũng cảm ứng được, làm cách nào để cướp được vật ấy, ngược lại phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghĩ như vậy, hắn bí mật liếc nhìn ba người bên cạnh, lại hơi ngẩn ra. Lúc này ba người cũng đều nhìn tới phía trước, sắc mặt mờ mịt sen lẫn chờ mong, lại hoàn toàn không có vẻ gì là kinh hỉ. Chương 659, năm con đường, Hàn Lập thu lại tầm mắt, ý niệm trong lòng khẽ động. Nhìn dáng vẻ của ba người Phong Khánh Nguyên, dường như cũng không nhận ra cỗ dao động thời gian pháp tắc phía trước truyền tới. Nếu như lúc này cả ba người đang diễn trò, vậy cũng thật giống quá mức, đến hắn cũng không nhìn ra. Xem ra phía trước còn có lầu các, vừa rồi chúng ta đi qua tòa cung điện này cũng không tìm kiếm kỹ, hiện giờ chưa vị định như thế nào. Tiến lên hay là trở lại cung điện tiếp tục dò xét. Đại hán khôi ngô nhậm hào nhìn về phía ba người khác, nói ra. Cả ba người hàn lập đều không mở miệng, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía trước. Ha ha, xem ra mọi người có chung ý tưởng lớn rồi, nếu như thế, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhậm hào cười nói, sau đó mấy người cất bước tiến lên, cùng sánh vai đi. Tuy con đường bạch ngọc này khá rộng lớn, nhưng đối mấy người thì không xa chút nào, rất nhanh đã đi tới cuối đường. Nơi đó là lối vào quảng trường trên đỉnh núi rộng khoảng hơn nghìn trượng, mặt đất phủ bởi từng khối gạch ngọc thạch màu trắng, giữa quảng trường có một tượng đá màu xanh lam cao trăm trượng, giống hệt đứa bé đầu to kia. Tượng đá này cũng không bị tổn hại gì, lặng lặng đứng vững ở đây, dường như đã trải qua năm tháng cổ xưa. Bốn người nhìn pho tượng một chút, nhanh chóng rời ánh mắt nhìn về quảng trường phía trước. Chỉ thấy năm con đường bạch ngọc nhỏ bé chạy dài thành năm hướng khác nhau, uốn lượn chui vào trong sương mù khói trắng biến mất. Bên cạnh mỗi con đường đều dựng thẳng một tấm ngọc bài màu lam cao hơn đầu người, ghi phân biệt năm địa danh là Đệ Tử Bãi, Tam Thủy Tháp, Ngũ Linh Các, Thừa Thiên Điện, Thiên Dược Cốc. Ánh mắt bốn người nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ thần sắc khác nhau. Hàn Lập nhìn rõ năm địa danh này, ánh mắt chớp nháy liên tục, theo nhận xét từng danh tự này, ngược lại, đệ tử bãi cùng thiên dược cốc thì dễ đoán, hẳn là động phủ của đệ tử nhất mạch thủy diễn cung trong chân môn môn, cùng mảnh dược biên tồn chữ linh thảo, còn ba địa danh tam thủy tháp, ngũ linh các, thừa thiên điện có chút không rõ, không đoán được tình hình cụ thể. Nhậm hào, phong khánh nguyên cùng phong lâm cũng xem xét kỹ năm con đường đó, sắc mặt không ngừng biến đổi. Đường phía trước đã tách ra, xem ra mỗi chúng ta phải chọn con đường thuộc về mình, không biết chư vị muốn chọn đường nào. Nhậm hào lấy lại bình tĩnh, nói ra, ánh mắt hàn lập nhìn về con đường thứ hai, tập trung nhìn tam thủy tháp một cái. Hắn cảm nhận rõ cỗ dao động thời gian pháp tắc kia từ nơi đó chuyển đến. Hắn đang muốn mở miệng, bất ngờ nhậm hào mở miệng nói, vậy ta chọn con đường này, tại hạ tu luyện công pháp thủy thuộc tính, cho nên tốt nhất là chọn đi tòa tam thủy tháp này. Hàn lập nghe vậy mí mắt hơi nháy một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường. Vậy thiếp thân chọn đi xem thiên dược cốc này, hy vọng có thể hái vài cọng linh thảo dùng được. Phong Lâm vén sợi tóc đang rủ xuống, nhìn như tùy ý nói ra. Nếu đã vậy, tại hạ chọn đi thừa thiên điện, tên này cũng không tệ, hy vọng có chút thu hoạch. Phong Khánh Nguyên nói, mau chóng đến con đường thứ tư. Hàn Lập không nói gì, yên lặng bước tới con đường thứ ba, trên đó viết ngũ linh các. Nếu như tất cả mọi người đã chọn đường xong, vậy thì hãy chia ra, cầu chúc cho chúng ta đều có thu hoạch. Nhậm hào cười dài một tiếng, bước vào con đường thứ hai, thân hình lao nhanh về phía trước biến mất trong sương mù ba người hàn lập cũng bước lên con đường mình đã chọn thân hình cũng nhanh chóng biến mất trên quảng trường bạch ngọc rất nhanh trở nên yên lặng một lúc sau một thân ảnh màu xanh từ con đường thứ ba bay trở về hạ xuống trên quảng trường hiện ra thân hình hàn lập ánh mắt của hắn đảo chung quanh chân đạp xuống dưới lần nữa cả người hóa thành một bóng hình mơ hồ vô thành vô tức lao nhanh về phía con đường có tên tam thủy tháp thân ảnh hàn lập biến mất không lâu trên con đường thứ tư cũng hiện ra bóng người chính là phong khánh nguyên gã không trần chờ chút nào, cũng lao nhanh vào con đường thứ hai, rất nhanh thân hình cũng biến mất. Khi thân ảnh Phong Khánh Nguyên vừa mới biến mất, một bóng tím hiện ra, thân hình Phong Lâm cũng xuất hiện trên quảng trường Bạch Ngọc. Đôi mắt đẹp của nàng lay động, cũng cất bước đi thẳng vào con đường thứ hai. Hàn lập che giấu khí tức, đi dọc theo con đường thẳng vào bên trong, rất nhanh phía trước trở nên trống trải, cách hơn nghìn trượng trước người hắn xuất hiện tòa tháp ba tầng cao lớn. Phía dưới tầng một tòa tháp hình bát giác, đối diện hắn có một cổng vòm cao ba trượng được xây từ những viên gạch vuông màu xanh cực lớn, trên đó khắc đầy những phù văn thật nhỏ. Ánh mắt Hàn Lập liếc nhìn bốn phía chung quanh, không phát hiện tung tích nhậm hào, cũng không phát hiện vẻ lạ thường nào khác, lập tức thân hình của hắn chớp một cái lao nhanh về phía trước. Đi qua cổng vòm trước mặt, hắn phát hiện cửa điện màu đen bên trong đã mở ra, trong mắt của hai con dị thú bên cạnh cửa cũng đã bị phá nát, tựa như dấu vết cấm chế ở đây đã bị phá hư. Hắn cũng không gấp gáp tiến vào trong điện, mà đứng trước cửa nhìn vào bên trong một lượt chỉ thấy bên trong tràn ngập một lớp xương mù nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn không có gì khác lạ nhưng lại làm người ta không thấy rõ cảnh vật bên trong Hàn lập suy nghĩ một lát liền cất bước vào trong cửa điện vừa vào đại điện lông mày hắn không khỏi nhíu lại chỉ cảm thấy sương mù màu lam chung quanh bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn mấy lần trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi vị khó thở ngay lúc đó dưới chân hắn truyền lên một cảm giác thiêu đốt nóng bỏng Hàn lập cúi đầu xem xét giật cả mình chẳng biết lúc nào dưới chân hắn đã thành vùng biển lửa đỏ thẫm ngọn lửa hừng hực đang cháy đôi giày cùng pháp bảo trên người hắn từ đó toát ra khói đen dày đặc mùi khó thở kia cũng bắt nguồn từ đấy lại là huyễn cảnh hàn lập nhíu mày tâm niệm vừa động liền yên lặng vận chuyển luyện thần thuật một lát sau trong thức hải hắn như có một cơn gió thổi qua liền trở nên thanh tĩnh vô cùng cùng lúc đó ngọn lửa trên người hắn cũng mau chóng thu nhỏ lại rồi vụt tắt cuối cùng tất cả đều hóa thành điểm sáng tiên tán chỉ trừ lại sương mù màu lam vẫn như cũ tràn ngập trong phòng không tiêu tan. Trong đôi mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu tím, liền thi triển cửu u ma đồng, nhìn bốn phía chung quanh. Vốn sương mù màu lam che khuất đi nội thất đại điện, ngay bây giờ hiện rõ không sót gì trước mắt của hắn. Chỉ thấy cảnh tượng trong đại điện hoang tàn trống trải, cột đá thanh gỗ sụp đổ khắp nơi, trên mặt đất có từng chấm lốm đốm màu đen, tất cả đều là máu huyết khô cứng lại. Từng bộ thi hài khô héo nằm khắp nơi đại điện, mỗi một bộ đều có tình trạng thê thảm. Nhìn vào pháp bào chưa hoàn toàn mục nát trên người, những thi hài này là những đệ tử chân môn môn, cũng có hài cốt của người thiên đình, hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết cực kỳ thảm khốc. Thậm chí, bên trong đống thi hài trồng chất này, còn kèm theo rất nhiều khôi lỗi hình người màu lam, tất cả cũng bị đánh thành mảnh vỡ, linh khí hoàn toàn tiêu tán. Trong cung điện vẫn còn vô số vách tường ngăn cách, Hàn Lập đi dọc theo bố cục trong điện, một đường tiến về phía trước tìm kiếm, chỉ thấy khắp nơi đều có vết máu màu đen cùng thi hài đoạn cốt, trên vách tường cũng hiện ra vết rách nứt nẻ to lớn nhìn giật cả mình chỗ sâu nhất trong đại điện hàn lập thấy một cầu thang bạch ngọc thật lớn uốn lượn dẫn lên lầu hai cung điện trên cầu thang vẫn còn cắm một thanh cửa kiếm bề ngoài đã mục nát vô cùng không khác gì sắt vụn trung quanh cửa kiếm nằm vương vãi từng tầng thi cốt xếp chồng lên cao hơn một trường ánh mắt hàn lập nhíu lại dẫm lên thi cốt ở trong đại điện sau đó tìm tòi một vòng nhưng không thấy vật gì có ích cả liền tiến tới trước cầu thang thân hình của hắn tựa như quỷ dị bay vút qua những bộ thi cốt mà không phát ra một tiếng động nào cả. Khi tới đầu bậc thang, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân điểm lên chuôi cự kiếm, thân hình biến mất liền đáp lên lầu hai cung điện. Khi vào lầu hai cung điện, lập tức Hàn Lập cảm thấy một đợt u hàn rét thấu xương xâm nhập vào, tiên linh lực trong cơ thể liền tự động vận chuyển chống lại cố cảm giác băng hàn này. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, dường như thấy chính mình vừa mới tiến vào một mảnh không gian cực hàn lạ lẫm. Trên mặt đất phủ lên một lớp băng tinh màu lam, trên cột đá cũng bao phủ một tầng băng tinh thật dày, bức tường cùng góc cửa sổ cũng bị băng tinh bao trùm, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có vô số băng trùy chìa xuống. Khắp nơi đều một màu lam lạnh lẽo, khiến cho Hàn Lập sinh ra một loại ảo giác, tựa như không gian lầu 2 rộng hơn cả lầu 1, nhưng thực chất lầu 2 không có vô số vách tường ngăn cách nên nhìn có vẻ rộng lớn hơn mà thôi. Giống như lầu 1, trên mặt đất lầu 2 cũng có vô số thi hài của người chân ngôn môn cùng người thiên đình nằm ngổn ngang khắp nơi, từng bộ đều mang tử trạng thê thảm giống nhau, chỉ là thi hài nơi này lúc còn sống có tu vi cao hơn không ít, trên thi hài vẫn còn điểm linh quang còn sót lại, phần lớn diện mạo cũng không mục nát. Trừ điều đó ra, vài chỗ kế bên bức tường Hàn Lập còn thấy rất nhiều thi hài yêu thú cực lớn, có điều mục rửa vô cùng, đầu lâu vỡ nát, cốt cách tư tán, rất khó phân biệt hình dáng của yêu thú. Trung quanh thi cốt nơi này, bất kể người hay là yêu thú đều ngưng tụ thành sát khí nồng đậm vượt xa lầu một. Hàn Lập từ từ tiến vào trong đại điện tầng 2, mặt không đổi sắc bước qua vô số thi cốt, tiến sâu về phía cầu thang lầu hai thật lớn đang bị băng phong. Sau khi đi được 10 trượng, thân sắc của hắn bất ngờ thay đổi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chỉ thấy trên mặt băng nhẵn bóng như tấm gương, phản chiếu lấy thân hình của hắn trong đó. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được tia khí tức dị thường. Trên mặt hàn lập lộ vẻ nghi hoặc, đúng lúc đó, lông mày hắn chợt nháy lên, bất ngờ thấy bóng hình phản chiếu trong băng tinh dưới chân bỗng nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười quỷ dị vô cùng. Mơ hồ cùng lúc đó, bàn tay hắn xoay chuyển, thình lình đã nắm trong tay một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, liền đâm mũi kiếm xuống bóng hình dưới chân, kiếm khí dâng lên ba phần, liên tiếp đâm xuống dưới. Thế mà, bóng hình phía dưới giống như cá lội ngược dòng lướt về phía sau, thân thể tựa như khói mù hư ảo tránh thoát khỏi mũi kiếm, bất ngờ vò tới trước mặt Hàn Lập, hai tay hợp lại, đâm thẳng về ngực của Hàn Lập. Chương 660, thi mị. Hàn Lập gặp tình cảnh này, trong lòng hơi dùng mình. Lúc này cái bóng của hắn đâu còn nửa điểm giống hắn, toàn bộ thân hình không khác gì thường nhân, chỉ là quần áo rách nát, khuôn mặt càng mục giữa lộ ra bạch cốt, thoạt nhìn tựa như cương thi. Hai tay của cái bóng xuyên thẳng đến, mười móng tay đều dài hơn một xích, phía trên là một mảnh màu tím, ngưng kết sát khí vô cùng nồng đậm, mặc dù không phải là pháp bảo lợi hại gì nhưng nhìn qua cũng biết không phải dễ đối phó đấy. Thi mị, là loại quỷ quái này, trong miệng hàn lập than nhẹ một tiếng, trường kiếm đâm xuống lập tức đảo ngược lại, chắn trước ngực đón đỡ. Bong một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Một mảnh tia lửa chói mắt từ trên mũi kiếm bắn ra, một cỗ man lực bài sơn đảo hải kéo tới đánh cả người hắn bay ngược ra sau. Thi mị này chính là âm hồn kết hợp cùng thi thể, bị vây khốn tại nơi sát khí nồng đậm mấy vạn năm, mới có thể hình thành vật không chết, bình thường có thể hư hóa, yêu thích nuốt sống huyết nhục cùng thần hồn vật còn sống. Bởi vì nó đã chết từ sớm, tự nhiên không thuộc phạm chủ vật còn sống, lại vì không vào luân hồi nên không thể tính là quỷ vật, chân chính không thuộc tam giới, cũng không thuộc ngũ hành mà thực lực ra hỏa thi mị trước mắt này thình lình đạt tới cấp bậc thái ất. Bất quá Hàn Lập nhìn đôi mắt trắng như tuyết của nó, giống như con người không mở, còn ở vào trạng thái mê muội, trong lòng mới an tâm hơn một chút. Nghe nói một khi thi mị thôn vệ đại lượng máu thịt người sống, hấp thu nhiều thần hồn, có thể khai linh có nhận thức, một lần nữa đạt được thần trí, nhưng bản tính hung lệ lại không sửa đổi, chiến lược càng hơn sa tu sĩ cùng dai. Thi mị trước mắt này hơn phân nửa là vì một mực khốn thủ nơi này, không có cơ hội tiếp xúc vật sống, mới không thể dưỡng xuất ra thần thức, bất quá cũng chính vì vậy, Hàn Lập mới không có lập tức quay đầu bỏ chạy. Kỳ thật cũng do hắn tài cao gan lớn, nếu đổi qua tu sĩ cùng giai khác, không phòng bị mà có thể đỡ được một kích đánh lén vừa rồi cũng chưa chắc làm được. Hắn đang cân nhắc thì thân hình thi mị kia chuyển một cái, thân ảnh phiêu hốt bất định một hồi, bỗng nhiên lóe lên biến mất không thấy. Khóe mắt Hàn Lập hơi nhảy lên, hai chân bỗng nhiên phát lực đạp mạnh một cái, thân hình lui nhanh ra sau. Hầu như cùng lúc trong nháy mắt, thì mị quỷ gì kia liền xuất hiện ngay chỗ lúc trước hắn đứng hai tay mãnh liệt đâm xuyên qua một cây cột đá đánh nó vỡ nát ra nhìn đám bụi phấn màu lam óng ánh bay lên không trung trong miệng hàn lập yên lặng ngâm tụng một tiếng một đoàn quang cầu màu vàng lập tức khuếch tán ra trước người hóa thành một màn sáng màu vàng bao phủ cả đại điện lầu hai vào trong thời gian linh vực vừa mới tuôn ra tầng bụi phấn màu lam óng ánh vung vãi kia cũng trở nên chậm chạp lại hàn lập xoay chuyển ánh mắt liền thấy thân ảnh thi mị thái ất cảnh kia kéo ra từng đạo tàn ảnh trong hư không, chấp động phóng đến bên này, dưới áp chế của linh vực vậy mà tốc độ vẫn như cũ không chậm lại. Thân hình hắn chuyển một cái, tay rút thanh trúc phong vân kiếm ra, nhanh chóng đâm về một hướng. Chỉ nghe bong một tiếng sắc kêu nhọn vang lên, mũi kiếm đẩy hai quỷ trào thi mị thái ất cảnh ra, đâm một cái vào ngay ngực nó. Nhưng mà, khí lực thi mị kia thật sự cường hãn vượt xa hàn lập dự đoán, kiếm khí trên mũi kiếm điên cuồng phun ra, nhưng cũng chỉ xé rách quần áo thi mị ra vô số mảnh vỡ ngay chỗ ngực chỉ lưu lại vô số dấu vết màu trắng căn bản không cách nào đâm rách lớp ra màu tím xanh kia được vào lúc này hai tay thi mị bị đẩy ra thu hồi lại móng tay bén nhọn màu tím đen lại dài ra gấp đôi như mười chui đoạn kiếm ngâm độc dịch đâm xuống hai bên cổ hàn lập một tay hàn lập vỗ chui kiếm trong miệng khẽ quát một tiếng thanh trúc phong vân kiếm lập tức nhanh chóng xoay tròn giống như mũi khoan dùng sức chui vào ngực thi mị Cùng lúc đó, trên thân kiếm rung động ầm một tiếng, từng tia điện màu vàng phun ra, ngưng tụ thành một cỗ lôi điện trắng kiệt, trùng trùng điệp điệp bổ vào trên thân thi mị. Ngao, trong miệng thi mị phát ra một tiếng gào rú như giã thú, toàn bộ thân hình lập tức cứng đờ, ngã thẳng tắp ra phía sau, ngay ngực cháy đen một mảnh, toát ra cỗ khí đen tanh hôi vô cùng. Ích tà thần lôi chuyên khắc hết thảy âm tà quỷ vật, một kích này quả nhiên có hiệu quả. Thân hình hàn lập lóe lên, thân ảnh mơ hồ một cái, trong nháy mắt đã tới trước người thi mị. Không chờ nó kịp đứng lên, trên thân kiếm lượn lờ điện quang màu vàng chạm xuống đầu lâu thi mị một kích. Trong đôi mắt trắng như tuyết của thi mị bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng tím quỷ dị, thân hình bỗng nhiên hư hóa như khói, lúc thanh trúc phong vân kiếm đánh xuống, trong nháy mắt trực tiếp tiêu tán ra. Trong lòng hàn lập siết chặt, thân hình vội vàng lóe lên, lui về phía sau. Chỉ thấy thân thể hư hóa của thi mị tản ra, sau đó giống như quỷ mị bỗng nhiên ngưng kết lại phía sau hắn, một lần nữa hóa thành thực thể, hai tay như mười chuôi độc kiếm đâm tới hậu tâm Hàn Lập. Cũng may bị linh vực ảnh hưởng, tốc độ của nó xa xa không bằng lúc trước, bị Hàn Lập nhẹ nhàng tránh thoát, trở tay quét ngang một kiếm. Mũi kiếm vừa đến, điện quang màu vàng như dây treo cổ phân liệt ra hơn 10 đạo, hình thành một lưới điện màu vàng bao phủ bốn phía xung quanh thân kiếm, phong kín toàn bộ đường lui của thi mị, làm nó không thể lui được nữa.